Alo. Nghe sư cô với quý lớp mình có nghe rõ không? Dạ, có Phật ạ. Chú con nghe rõ ạ. Nhưng ở đầu của bên ni sư đó nó bị echo đó. Là chỉnh lại cái đó một chút. Hello. Alo. Dạ nghe được rồi. Học Pali. Ông nhưng mà ngồi đây cho nó ạ. Lớp mình đã nhận được tài liệu. Chào. Chào quý huynh đệ. Con chào sư cô ạ. Mình ráng học tuần này đi, lần sau rồi ôm thi thì mình trả lên lớp ha. Hôm nay vì mình học gì mình có ghi âm lại, còn trên lớp thì mình không có ghi âm lại. Sư cô đã thâu, bạn nào biết nhìn lên coi sư cô đã thâu rồi đó mà không biết record rồi đó. Rồi ok, kỳ trước hay là giảng không có record nên bài kỳ trước không có. Sư cô gửi tài liệu với lại cái PowerPoint thôi. Như từ ni sư kỳ rồi á, tụi con có cái chụp cái mấy cái slide đó nhưng mà nó không có đủ. Sư cô đó gửi rồi đó, sư cô gửi cái slide hôm qua rồi đó. À dạ dạ. Có gửi rồi. Gửi cái slide. Thì hôm nay sau khi giảng xong, sư cô cũng sẽ gửi cái slide cho quý lớp mình để theo dõi. Yên tâm cứ học rồi, sư cô cần gì thì sư cô sẽ gửi hết. Dạ. Tại vì có một số bạn đó không biết cách để vô Zoom, không có vô Zoom được. Nên nếu có cái slide được thì tốt lắm. Dạ rồi. Còn bị cái echo ạ. Cái echo sư cô đâu biết chỉnh chỗ nào đâu. Cái đó là do cái Zoom với sư cô chủ mở rồi, sư cô mở hay là sư cô tắt cái gì? Con nghe sư cô rõ lắm, hình như echo là bên sư cô Như á, bên sư cô Như bị echo, bên cô Diệu Hiếu con nghe ổn mà. Vậy giờ sư cô tắt nha, sư cô tắt dạ luôn hết tất cả mọi người. Chào rồi mình lắng nghe nha. Sư cô bắt đầu tắt hết các đây là tắt mute cho để mình không có tiếng ồn đó. Hello, mời lớp của chúng ta mình niệm Phật trước khi đi vào bài học. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sư cô chỉnh lại cái này, cái year present of you. Thank you.
Thưa lớp, mình màn hình ở bên phía quý học viên có nhìn rõ thấy không ạ? Hôm nay buổi thứ hai của học kỳ 8 thì chúng ta ngày 23 tháng 1 năm 2021. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học phần kinh vừa rồi đã được gửi hình tài liệu là bài kinh Padma Nidana Sutta và bài ngữ pháp chúng ta sẽ học về biến cách của Atta. Chữ Atta này trong kinh xuất hiện rất là nhiều. Bây giờ chúng ta học qua cái biến cách trong 8 cái biến cách của chữ Atta. Và thứ 3 là chúng ta sẽ học liên quan đến cái ngữ pháp Atta thì chúng ta có bài kinh Dhammapada 160. Hãy nương tựa chính mình á. Và bài kinh Sedaka Sutta. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Trước hết là chúng ta đi vào bài kinh Padma Nidana Sutta. Sutta thuộc là Anguttara Nikaya. Thì bài kinh này Đức Phật dạy về phương pháp thực hành và biết rõ được cái nghiệp mà nghiệp gì tạo thiện nghiệp và nghiệp gì tạo về bất thiện nghiệp. Thì nghiệp mà bất thiện thì sẽ đưa đến quả khổ đau, còn nghiệp thiện sẽ đưa đến quả an lạc trong kiếp này và kiếp mai sau. Thì chúng ta biết là trong cuộc sống ngày nào mà chúng ta chưa phải là thánh nhân A-la-hán thì chúng ta còn tạo nghiệp. Chúng ta còn gọi là một người phàm. Tiếng Pali người phàm là gì? Là Bhutthuchana. Sư cô đã viết nhiều lần trên bảng rồi ha. Bhutthuchana là một người còn sống trong sanh tử luân hồi, còn chịu tạo những cái nghiệp. Thì chúng ta biết là cái nghiệp tạo là do đâu? Là do cái tác ý, là cái khởi tâm, cái tác ý. Khi làm có ý muốn làm thì cái đó được gọi là nghiệp. Chúng ta đi vào bài kinh, ý nghĩa của bài kinh. Phần lớn là mình đọc Pali trước để mình học lại những chữ, những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật trong kinh tạng Pali. Đức Phật dạy câu 1: Tini imani bhikkhave nidanani kammanang samuddayaya kattamani tini. Thì ở đây chữ đầu tiên là tini là ba, chúng ta nhớ không? Ví dụ như mình là ba, như Tipitaka, nó từ chữ Tipitaka. Thì tì ni là cách một, số nhiều. Chúng ta đã học biến cách của số ba rồi. Thì tì ni là cách một, chủ làm ở cách một là chủ cách đó, mà ở số nhiều. Imani, imani là này, những cái này, ba cái này, ba điều này cũng là cách một, số nhiều. Bhikkhave là từ chữ bhikkhu, danh từ năm tánh, tận cùng bằng u. Và bhikkhave là chia ở cách tám, số nhiều, ở hô cách, có nghĩa là này các tỳ kheo. Thì trong kinh Đức Phật, khi mà giảng, trước khi đi vào nội dung kinh, thì Đức Phật hay gọi này các tỳ kheo để chi? Để các tỳ kheo hãy chú ý và lắng nghe Đức Phật sách dạy một vấn đề gì cho cái pháp học, pháp hành, cho một cái điều dạy gì đó, thì Đức Phật gọi này các tỳ kheo. Thì ở đây hội chúng tỳ kheo là đại diện cho bốn chúng tỳ kheo: tỳ kheo ni, Phật tử nam, Phật tử nữ, cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng Đức Phật đại diện, tỳ kheo là người đại diện, chứ không phải là Đức Phật chỉ dạy cho các tỳ kheo. Bài này Đức Phật dạy cho tất cả mọi người đang thực hành giáo pháp của Đức Phật.
Nidanani. Nidanani là chia ở cách một số nhiều, tức là nguyên nhân. Nguyên nhân, cái nhân, cái duyên, cái nguyên nhân. Kamanang. Kamanang thì chúng ta thấy tận cùng bằng à năng. Từ cái chữ kama, kama là nghiệp. Mà kamanang là à năng, là số nhiều ở cách 6, là của cái nghiệp. Của cái nghiệp. Mình dịch từng chữ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dịch nguyên câu, ý nghĩa toàn câu. Samudayaya. Samudayaya. Thì samudaya chúng ta biết là nguyên, sự sanh khởi. Sự sanh khởi. Aya là, aya là cách 4, số ít. À, nguyên nhân cho cái sự sanh khởi, cho cái sự tập khởi, sanh khởi. Chúng ta nhớ bốn cái nguyên nhân, bốn cái chân lý thì chân lý thứ nhất khổ đế nè, tập đế. Tập đế là samudaya satcha. Thì nhớ samudaya này là có nghĩa là tập, là nguyên nhân. Tập có nghĩa là nguyên nhân của khổ. Thứ hai là nguyên nhân của khổ là sự tập, tập khởi. Katamani. Katamani. Katta là những gì. Ani. Katama là gì mà. Katamani. Ani là chỉ cho chỉ cách chia cách một số nhiều, nó đi theo chữ tì ni. Tì ni, cách một số nhiều. Những gì là bà. Thì dịch lại nguyên câu hả? Khi mà đến ngày, đến năm nay là năm thứ tư, chúng ta phải biết cách dịch. Khi trong một câu thì có hô cách, chúng ta phải dịch đầu tiên là hô cách. Này các tỳ kheo. Rồi sau đó là ba cái nguyên nhân. Ba cái nguyên nhân, có ba cái nguyên nhân này, chữ y mà đi là ba cái nguyên nhân này, mà là cái duyên hay là khiến, khiến cho các nghiệp tập khởi, tức là các nghiệp sanh khởi, các cái nghiệp nó sanh khởi ra từ ba cái nguyên nhân này. Và ba nguyên nhân đó là gì, hay là những gì đó là ba. Chúng ta hiểu tiếng Việt là ba nguyên nhân đó là gì. Cái lối văn của Bali là như vậy. Những gì là ba, sát nghĩa. Còn mình dịch sang tiếng Việt là ba nguyên nhân đó là gì. Câu thứ hai. Lobo. Lobo xuất phát từ chữ loba. Chúng ta quen cái chữ loba hả? Loba dosa moha. Chúng ta nhớ ha. Mình chưa học đến rất là nhiều. Lobo là từ chữ loba, chia cách một số ít. Lobo danh từ năm tánh vĩ ngữ a ngắn. Chia cách một tức là tham. Tham là nidana. Nidana là chia cách một luôn, là nguyên nhân, là cái nhân duyên, là cái nguyên nhân. Kamanang. Kamanang sanh khởi của hành động, của nghiệp. Kamanang là của cái, những cái nghiệp, của những cái nghiệp. Samudayaya là sự sanh khởi, cho cái sự sanh khởi, sự sanh khởi của các nghiệp. Tham là nguyên nhân khiến các nghiệp tập khởi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch vậy, nhưng mà mình hiểu từng chữ từng câu đó là tham là nguyên nhân cho sự, là nguyên nhân cho sự sanh khởi của các nghiệp. Dosa, dosa là từ chữ dosa, danh từ nam tánh vĩ ngữ a ngắn, chia ở cách một ở số ít. A ngắn chuyển cụ cuối câu chuyển thành o là dosa. Nidana ở đây thì chúng ta thấy cái câu được lặp lại, lặp lại chỉ thay cái chữ đầu là tham, lopa chuyển thành đô, lopo, sân là đô sai chuyển thành đô sô, và chút nữa là si là
mò hà chuyển thành mò hồ. Và cái cấu trúc câu giống y nhau, nên nhờ cái sự lặp lại như vậy, lời văn đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Để chi? Để người nghe, thính giả, những người học Phật, những người đang lắng nghe Pháp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hành, dễ tu tập. Lối văn mà Bali là đơn giản, dễ hiểu như vậy. Đô sô là nguyên nhân. Thì ở đây chúng ta thấy động từ. Ngay câu đầu chúng ta thấy động từ, chúng ta không tìm thấy động từ. Thì đã chúng ta biết rằng động từ không có viết ra, nhưng chúng ta hiểu đó là ho tí. Động từ được hiểu ngầm. Tham là nguyên nhân. Đúng, nếu mà ghi đầy đủ là lopo ni trà năng ho tí. Mà khi động từ là ho tí hoặc là pa tí hay là những động từ thì là hoặc trở là thì cái túc từ cũng chia ở cách một. Tham là nguyên nhân thì ni trà năng cũng chia ở cách một. Chủ từ và túc từ hay là túc từ đều ở chia cách một. Đô sô ni trà năng ca mà năng samuta già giác. Thì sân, sân là nguyên nhân sanh khởi cho các nghiệp. Mô hô là si là nguyên nhân sanh khởi của các nghiệp. Sư cô xin nhắc lại, ho tí được hiểu ngầm đi sau túc từ là ni trà năng, mà động từ là ho tí được thịnh, trong kinh ít có viết ra, phần lớn là được tỉnh lược hiểu ngầm. Và khi động từ là động từ đó ho tí hoặc là bạch tí thì túc từ cũng chia ở cách một. Chúng ta qua cầu chúng ta thấy thì ở đây hồi nãy là chúng ta karma, karma là nghiệp hay là những hành động có tác ý, có hành động tạo tác mà có tác ý, mà tác ý tiếng Bali gọi là cetana. Tác ý, tác ý là gì? Là cái mình làm, mình có ý muốn làm. Vì không có tác ý thì hành động không bao giờ thực hiện được cái gì. Nhưng mà vì cái tác ý nó quá nhanh, đối với một người thiếu chánh niệm hoặc một người phàm phu, một người thông thường thì không ít có thấy được cái tác ý của mình. Nên khi mà thực hành thiền á, thì chúng ta dần dần khi tâm của chúng ta có chánh niệm và định của chúng ta đủ, thì khi mình muốn làm cái gì mình thấy được tác ý mình muốn làm, thậm chí là từ cái chớp mắt, từ cái những cái hành động nhỏ nhất thì chúng ta cũng phải có ý muốn. Ví dụ chúng ta khát nước thì chúng ta cũng có ý muốn đi uống nước, thì chúng ta mới đi đến cái nơi cái bàn nước và tay rót nước và uống nước. Thì những hành động khác đều có tác ý hết. Thì từ cái tác ý mà nó tạo, nó sanh khởi ra ba cái nghiệp là thân nghiệp, là kaya karma, là những hành động tạo từ cái thân. Những hành động tạo từ cái thân được thực hiện bằng cái thân. Ví dụ như hành động gì? Những hành động ác mà tạo từ thân là gì? Là như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là những hành động thực hiện bằng thân. Rồi, và còn hành động thực hiện bằng thân mà thiện thì sao? Với không sát sanh thì là phóng sanh, bố thí, những hành động được thực hiện bằng thân như là trong các hoài nghi, đi đứng ngồi nằm mà có chánh niệm tỉnh giác, tức là hành động. Nên là trong thiền á là kaya nupassana, tức là những quán thân, là quán những hành động cử chỉ được thực hiện trên thân.
mà có chánh niệm tỉnh giác thì hành động đó được gọi là tu tập quán niệm, quán thân trên thân. Vajikama tức là những hành động khẩu nghiệp, nói gọn là khẩu nghiệp, nhưng được hiểu là những nghiệp được tạo từ cái khẩu. Ví dụ như nếu mà khẩu nghiệp ác á, thì là lời nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, hay nói lời thêu dệt để lừa đảo, để lợi ích cho chính mình, thì đó là giới thứ tư về thuộc về khẩu nghiệp. Còn những lời nói mà thiện nghiệp, mà khẩu nghiệp thiện, về thuộc thiện, thì lời nói chánh ngữ, mà lời nói chân chánh, lời nói dịu dàng, lời nói ái ngữ, lời nói đúng đắn, chánh nghiệp, chánh thiện nghiệp về khẩu, lời nói như thuyết pháp cũng là khẩu nghiệp về thiện nghiệp phát xuất từ lời nói. Thuyết pháp, tụng kinh hay là nói những điều chân chánh, đúng đắn. Xa lìa bốn cái giới thứ tư, không thực, không phạm phải, tức là chúng ta có khẩu nghiệp thiện. Tức là những hành động tạo từ miệng, lời nói. Lời họ nói nhu hòa, lời nói dễ nghe, thì đó là thiện nghiệp về khẩu. Và thứ ba là ý nghiệp. Ý nghiệp là những nghiệp tạo bằng ý, bằng tâm ý, có tác ý, có suy nghĩ, những suy nghĩ đúng đắn, những suy nghĩ thiện lành. Còn nếu tạo nghiệp bằng những cái ý nghĩ sai, những ý nghĩ mang tính bất thiện, đó như là ý nghĩ khởi lên mang tính tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ác tâm, hại tâm, sân tâm, gọi là ý nghiệp bất thiện. Thì xin đọc qua tiếng Bali không? Nghĩa thân nghiệp là kaya kama, khẩu nghiệp là vajikama, ý nghiệp là manokama. Thì ba nghiệp này, nghiệp nào là chính? Thì ở dưới sư cô tóm tắt, manokama là cái nguyên nhân để tạo ra các cái nghiệp thân và khẩu. Kaya kama là nghiệp thân, vajikama là nghiệp khẩu. Thì ngay cái bài pháp cú chúng ta biết. Bài pháp cú đầu tiên, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm niệm hay là với ý niệm hay là với ý thiện lành thì an lạc liền theo sau. Như bóng mà không rời hình, mà nếu nói năng hay hành động hay là tạo nghiệp bằng cái ý bất thiện thì sao? Khổ não liền theo sau, như xe theo vật cái chân bò, con bò kéo. Chúng ta coi lại câu pháp cú thứ một, số 1, số 2, Đức Phật nhấn mạnh vào cái tâm ý. Thì ý là quan trọng, bộ tổng tư lệnh mà điều hành tất cả những cái nghiệp của chúng ta. Nên là Đức Phật mới nói trong một cái bài pháp cú tóm tắt những cái lời dạy của Ngài: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo, tức là không làm các điều ác, nên làm các hạnh lành, các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời của chư Phật. Thì ở đây chúng ta nhớ, khi mà chúng ta giữ giới á, giới đây tức là chúng ta giữ giới là thuộc về giới thanh văn nha, giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là giới các vị Phật tử cư sĩ. Thì khi chúng ta giữ được giới á, mà trong sạch á, thì chúng ta đã giữ được thân nghiệp và khẩu nghiệp. Vì giới theo giới thì khi mà chúng ta phạm là phải thực hiện bằng thân và khẩu. Còn nếu nên là giữ giới
được thanh tịnh trong sạch là chúng ta giữ được thân và khẩu, thân nghiệp và khẩu nghiệp được thanh tịnh trong sạch. Nhưng mà ý có khi có thể suy nghĩ chưa được thanh tịnh trong sạch, thì muốn có ý nghiệp thanh tịnh trong sạch thì hành giả đó phải tu tập thiền, đi vào tu tập thiền hoặc là thiền định thì làm cho thanh tịnh tâm, thiền tuệ thì làm cho phát sanh trí tuệ, gọi là tâm giải thoát khắc khỏi cái ô nhiễm phiền não của tâm. Và thiền tuệ, thiền quán minh sát, thiền tứ niệm xứ để gọi là tuệ giải thoát, có trí tuệ để giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Và chúng ta qua câu tiếp theo, câu thứ ba. Câu thứ ba, xin lỗi nha. Câu thứ ba, Giang Đi Kha Về. Sư cô mở lớn cho lớp mình xem. Giang Đi Kha Về Lô Ba Ba Cà Tăng Ba Cà Tăng Cam Măng Ho Tí. Động từ ho tí được hiểu ngầm lô ba chăng. Thì sư cô xin phân tích chữ văn thì có nghĩa là bất cứ cái gì, phàm cái bất cứ, bất cứ gì, đây là đại từ relative, bất cứ cái gì, trạng từ liên hệ. Bikave là cách tám, hồ cát số nhiều của chữ bhikkhu. Này các tỳ kheo, lobha pakatang, lobha là tham, pakatang là làm, nó từ chữ pakata là làm, với cái tâm tham, với cái tham, động tác động gọi là tham. Thì đây là patakang là trung tánh, nên là dù là chia cách một ở số ít nhưng mà tận cùng bằng ăn, làm với tham, với tâm tham. Cam măng tức là hành động nghiệp mà làm với hành động tạo tác, với làm với tâm tham. Thì ho tí nghĩa là thì lô ba chăng thì là tham. Lô ba chăng, lô ba ni đà năng, nguyên nhân, ni đà năng là nguyên nhân, là cái sanh khởi bởi tham. Lô ba là tham, cũng chia cách một số ít. Lô ba samudayang thì đây là những cái từ ghép gồm hai từ với nhau. Lô ba là tham, samudayang là nguyên nhân sự sanh khởi từ tham. Sự sanh khởi từ tham. Thì câu đầu chúng ta thấy nó liên hệ với văn và tăng. Cái gì, tham cái gì thì cái đó. Văn tăng chúng ta nhớ là chúng ta đã học trạng từ liên hệ như này. Văn gia, nó từ chữ gia chấm 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 tăng, cái gì thì cái đó, nó như vậy. Còn đây văn vì nó chia theo cái đỡ từ là cam măng, loba patakang cam măng, nên nó phải là văn. Tăng thì cái đó, thì cái nghiệp đó, phàm nghiệp nào mà tác do tham sanh khởi, tác thành, ngày mình giao dịch là tác thành, chữ này được tạo thành bởi tham. Bất cứ cái nghiệp nào, hoặc là thân, hoặc khẩu, hoặc ý, mà được tác thành do động cơ từ cái tham mà xuất phát ra và tạo tác ra. Này các tỳ kheo, thì do tham sanh khởi, sanh ra,
do tham sanh ra, sanh ra born, cha acham là born, sanh ra do tham sanh ra, do tham làm nhân duyên, lobha samudaya nhân duyên, do là tham làm tập khởi, nidana là nhân duyên, samudaya là tập khởi, duyên tập khởi, thì nghiệp ấy là bất thiện, tăng thì nghiệp đó tăng, tam măng thì nghiệp đó đó, akusalan hoti là bất thiện, akusalan là nghiệp bất thiện, bất thiện nghiệp, bất thiện nghiệp. Tiếp theo tăng, tăng là cam măng là cái nghiệp đó, sa va chăng là tội lỗi, tăng cam măng nghiệp đó, đúc khăn vi pa căng, đúc khăn là khổ đau, vi pa căng là cái quả, chịu cái quả khổ đau, đưa đến quả khổ đau, đưa đến quả khổ đau. Tăng cam măng thì cái nghiệp đó, cam măng samudaya ya, nghiệp ấy là nghiệp tập khởi, tức là cái nghiệp đó làm nghiệp tập khởi, tức là làm nguyên nhân tự cho cái sự sanh khởi ra. Samvatata đưa đến, na là không, tăng là đó, cam măng là cái nghiệp đó, kamanidrodaya là cho đoạn diệt, niroda là đoạn diệt, là chấm dứt, cho cái việc aya là biến cách theo cách thứ tư số ít, cho cái việc đoạn diệt, chấm dứt cái nghiệp. Samvatati là đưa đến, dẫn đến, động từ ngôi thứ ba chia số ít. Thì như vậy chúng ta thấy là nghiệp ở đây là cái nghiệp ấy làm tập khởi, tức là làm cái sự sanh khởi, nghiệp ấy không đưa đến cái sự chấm dứt các nghiệp, không đưa đến sự chấm dứt các nghiệp, tức là người đó còn chịu trong khổ đau, còn chịu trong sanh tử luân hồi, còn tạo nghiệp thì còn tái sanh là còn chịu đau khổ. Thì ở đây là bốn cái tính chất của nghiệp của tâm bất thiện. Characteristic là trong ở đây trong cái từ tóm tắt giải chú giải thích là bốn cái đặc tính của cái tâm bất thiện. Thứ nhất là akusala. Akusala tiếng Anh là unwholesome, tức là bất thiện. Thì nó là vì nó mang cái tính tâm bất thiện là nó tạo đạo cái hành động, tạo cái nghiệp bất thiện. Rồi savacha là tội lỗi, tạo ra điều tội lỗi, bị chê trách. Nhất là cái điều đó không có tốt lành, điều đó bị được xem là điều tội lỗi, có lỗi lầm. Và thứ ba là dukkha vipaka, là chịu cái quả khổ đau, chịu quả khổ đau. Và thứ tư là đưa đến sanh tạo nghiệp, mà tạo nghiệp tức là chú giải giải thích là tạo cái nghiệp trong sanh tử luân hồi, đưa đến chịu sự sanh tử luân hồi. Thì ở đây giải thích thêm là cái sự được gọi là tâm bất thiện hay là một cái ý không thiện lành, thì ở một chú giải khác giải thích là khi mà một cái tâm, một cái hành động tạo ra mà từ cái tâm bất thiện, thì hành động đó bị người trí chê trách, bị cái người có trí, người hiểu biết, người chân chánh, người thiện lành chê trách xa lánh,
bà, gọi là khiển trách, chê trách, xa lánh, không thích gần gũi. Và một điều nữa là người đó tâm bất an. Khi tạo cái nghiệp bất thiện thì tâm bất an ngay khi tạo nghiệp, trong lúc tạo nghiệp và sau khi tạo nghiệp, nó chịu ba thời như vậy. Lớp mình ghi cái ý này vô. Khi mà sư cô cho bài thi á, thì sư cô kêu dịch, nhưng mà phải giải thích bài học, bài học tư tưởng, bài học gì qua cái bài kinh này, thì quý vị, quý thầy, quý sư cô và cũng như là quý học viên ghi những cái ý mà sư cô giảng trong lớp như thế này thì điểm nó cao. Tại vì mình học một bài kinh đó, mình học được cái gì, bài học gì để mình ứng dụng và thực hành trong cuộc sống. Mình học kinh Phật để mình ứng dụng và mình như liều thuốc để trị những cái tâm bệnh của mình, chứ không phải mình học để mình làm gì. Mình học để mình tu tập, để mình thay đổi chính mình, để mình cải thiện, mình thăng hoa, mình thanh tịnh hóa mình. Thì tức là khi một cái điều bất thiện xuất phát từ một cái tâm bất thiện, một cái tâm ác, một cái tâm liên quan đến tham, những gì liên quan đến tham, cái tâm khởi lên tham, rồi miệng lời nói thiện liên quan đến tham, ý suy nghĩ bất thiện, có ác ý, ác tâm, suy nghĩ điều bất thiện liên hệ đến tham, đến sân hoặc đến si, thì như vậy là bị chịu quả đau khổ ngay chút, ngay khi khởi niệm, ngay khi đang làm, sau khi làm, trong đời này và đời sau. Nên là chúng ta hồi nãy giờ sư cô có video hả? Sư cô off video nha. Nên là chúng ta phải chánh niệm, phải tu tập, phải thu thúc các căn, phải chế ngự trong ba cái nghiệp thân khẩu ý. Thì như vậy mình phải thanh lọc việc làm nào, đầu làm việc làm nào, cái nào, thế nào gọi là khổ, là bất thiện, tội lỗi là cái gì, hành động nào, lời nói nào, suy nghĩ nào liên hệ đến tham, đến sân, đến si, thì đó được gọi là bất thiện, là điều mà bất thiện nó có nhiều cái cấp bậc. Bất thiện so với cái với con đường giải thoát, rồi bất thiện hại người cũng là bất thiện, rồi bất thiện ví dụ như là hại người, khi nào mình hại người tức là mình hại chính mình. Chút chúng ta sẽ vô bài kinh mà Đức Phật dạy rất là rõ, và như vậy người đó còn chịu song sanh tử luân hồi, chịu quả khổ đau trong hiện tại và tương lai. Thì ở đây chúng ta thấy phàm nghiệp nào do tham tác thành, bài dịch hồi nãy, này các tỳ kheo, do tham sanh ra, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy được gọi là xem là đội tội lỗi, và nghiệp ấy sẽ đưa đến quả khổ đau. Nghiệp ấy làm cho nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến đoạn nghiệp. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc tiếng Việt, chúng ta không thấy được hết những cái ý sâu xa. Và khi chúng ta hiểu được Bali, đưa vào câu ngữ Pháp, chúng ta sẽ hiểu sư phụ phân tích cho lớp mình thấy. Từ cái câu là nghiệp ấy là bất thiện, đến đây là chúng ta biết rồi ha. Dễ rồi. Nghiệp ấy có quả khổ đau. Bất thiện thì sẽ đưa đến khổ đau. Khổ dị thục, tức là sao? Khi mà ở đây, trong hiện tại, vị đó đã chịu khổ đau. Khi mà chúng ta làm cái điều gì, chúng ta thấy một cái người mà làm bất thiện, làm tùy vào cái cấp bậc bất thiện, tội lỗi, mà cái quả khổ đau nó cũng tương ứng. Làm ít ở cấp bậc nhẹ thì khổ đau ít một chút, nặng hơn khổ đau nhiều hơn chút, càng nặng thì khổ đau càng nhiều, càng sâu, càng nghiêm trọng.
Yeah, chịu quả khổ, quả dị thục ở đây. Muốn nhắn gửi là quả dị thục, khổ dị thục, tức là cái nghiệp quả nó sẽ cho, nó cho lúc bao lâu? Nó cho lúc hai thời, trong hai thời giai đoạn. Hai giai đoạn nào? Giai đoạn lúc chúng ta tái sanh. Là khi mà cái quả này tạo, cái khi chúng ta tạo cái nghiệp này mà nhằm lúc nó đủ duyên để cho cái quả lúc chúng ta tái sanh, là khi chúng ta vừa tắt hơi thở, tử tâm sanh khởi, và một cái quả gọi là quả đưa đi tái sanh mà nhằm như cái nghiệp quả này là chúng ta sẽ đưa vào cảnh ác đạo liền. Nếu bất thiện tâm, từ bất thiện tâm này, cái quả này mà nó đưa thì vị đó sẽ không được làm người, làm trời, mà làm chịu cái bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu cái nghiệp nào, ở này là trong chú giải giải thích, sư cô giảng rộng thêm để mình thấy được cái giá trị bài kinh Đức Phật muốn dạy. Nó rất là thâm sâu. Thì nếu cái nghiệp tham nặng, một người nào mà hằng ngày tạo nhiều cái nghiệp tham mà nó nặng, mà nó đủ duyên, nó đủ cho cái quả trong lúc tái sanh, thì vị đó tham nặng, thì vị đó sẽ rơi vào loại phần lớn và rơi vào gì? Vào loại ngạ quỷ. Vì cái lòng tham khao khát, thèm muốn, nó đốt cháy người đó, và người đó chịu cái sự khổ đau, đói khát, thèm muốn trong cái kiếp ngạ quỷ. Nếu vị nào mà sân nó quá, nó nặng quá, nó làm thiêu đốt bằng ngọn lửa sân, thì vị đó sẽ phần lớn rơi vào địa ngục. Vì cái lửa sân hận, vì cái sự đốt cháy thiêu thì phải rơi xuống địa ngục, quả ngục, địa ngục, chịu nhiều cái khổ đau. Còn người nào si mê, tâm si nhiều nặng, thì cho cái quả phần lớn mình, thì cái nó nghiêng hẳn về cái sự đọa lạc vào vào súc sanh, si mê, ngu muội, chỉ biết ăn và ăn ngủ, rồi ăn tạo nghiệp, nó không tạo cái gì mà chỉ cứ si mê, không có hiểu biết. Thì như vậy đó là cái quả khổ đau trong lúc cho quả lúc tái sanh. Còn cái quả mà nó cho lúc thứ hai, vào cái thời điểm thứ hai, là cái quả trong cái cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì hiện tại kiếp sống này chúng ta đang chịu quả của kiếp sống quá khứ. Trong sống quá khứ có những lúc chúng ta chịu những cái khổ đau mà nó đến mà mình không biết nguyên nhân, hay là cái người chịu những cái khổ đau trong cuộc sống mà mình, khi mà sáu căn của mình mà khi đối diện với sáu cảnh tương ứng mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà gặp những cái cảnh bất như ý, khi mắt thấy những cái cảnh không hài lòng, những cái cảnh khổ đau làm cho mình đau đớn khổ sở, thì những cái quả đó, hay là chúng ta nghe những tiếng chửi, hay là những cái tiếng mà làm cho mình đau đớn từ cái lỗ tai âm thanh, hay là cái thức ăn chúng ta ăn những khổ sở nó không vừa ý, thì những cái đó là một trong những ít nhiều có dính đến cái quả trong quá khứ của mình, quả bất thiện mà nó làm cho mình trời chịu nhiều khổ đau. Còn cái người mà được cái quả thiện thì cuộc sống của họ được thỏa mãn, ít nhiều được những cái vừa lòng hài ý với những cái quả hiện tại về y báo và chánh báo. Hài lòng, tốt đẹp, làm cho họ được sung sướng, quả thiện lành. Đó là cái quả trong cuộc sống mà gọi là Bhavatti. Tiếng Bali gọi là Bhavatti. Thì tiếp theo, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, tức là nó mình tạo, mình đang hưởng cái quả trong quá khứ và trong cuộc sống hiện tại mình cũng đồng thời tạo cái quả để tập khởi cho cái nghiệp tái sanh trong kiếp tương lai và chiều quả trong trong cái kiếp tương lai nữa. Nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt, tức là nghiệp đoạn diệt là nghiệp chấm dứt sanh tử. Cái nghiệp mà để cắt các cái nghiệp để mà chịu những cái quả trong sanh tử nữa thì chỉ là Đức Phật và A-la-hán mới làm nghiệp ấy. Những gì các ngài làm tạo không đưa đến sanh tử, thì những cái nghiệp mà tham sân si thì nó đưa đến sanh tử. Ý là như vậy.
Lớp mình còn nghe không? Nghe rõ không ạ? Lớp mình vẫn còn nghe rõ hả? Khi nào không nghe rõ thì đại diện lớp, chú Nguyên Nghĩa hay sư cô Diệu Như báo nha. Dạ, mô Phật. Nghe rõ không? Dạ rõ ạ. Dạ rồi, mình tiếp tục ha. Câu thứ tư. Hồi nãy là mình nói tham, bây giờ mình nói quả sơn. Văn, nó tương tự cấu trúc y hệt như vậy, tương tự như vậy, nhưng mà nó thay đổi từ chữ lô ba thành chữ đô sa. Nên chính vì vậy mà mình dễ học, dễ nhớ, nhưng mà ý nghĩa rất là giá trị về sự tu tập rất là cao. Văn là mình dịch trước cái câu Bhikkhave, này các tỳ kheo, hô cách này các tỳ kheo, văn là bất cứ những cái nghiệp nào. Văn và tăng, chúng ta nhớ hai từ này. Văn dosa bakatang kamang. Những cái nghiệp phàm, cái nghiệp nào, cái hành động nào mà do sân tác thành. Nên là sân được tạo bởi do sân. Những cái nghiệp nào mà làm ra, nói ra, suy nghĩ hay hành động mà khởi bắt nguồn từ cái tâm sân, từ cái sân hận, thì đó là nghiệp đô sa chăng được sanh do sân sanh ra. Do sân sanh ra, đô sa ni đà năng là do sân làm nhân duyên, cái duyên do sân sanh khởi. Đô sa samudayang là do sân tập khởi. Tăng thì cái nghiệp đó, tăng kamang thì cái nghiệp đó, akusalang kho tí là cái nghiệp bất thiện. Tăng kamang thì cái nghiệp đó, ha, cái nghiệp đó, savachang là điều bất, là điều tội lỗi. Nghiệp đó là điều nghiệp tội lỗi, bị chê trách. Tăng kamang là nghiệp đó, thì dukkha vipakang chịu quả khổ đau. Tăng kamang thì nghiệp đó là sama kama samudaya ya, là nguyên nhân cho cái sanh khởi, đưa đến là sanh khởi tạo cái nghiệp. Sa samvattati đưa đến tập khởi. Na tăng không đưa đến tăng kama, nghiệp đó không kama nirodaya, không đưa đến đoạn diệt, không đưa đến đoạn nghiệp. Samvattati là đưa đến, thì tương tự như vậy, những hành động, lời nói, việc làm phát xuất từ cái tâm sân, từ cái ý nghĩa sân hận liên quan đến sân. Lời nói nào, hành động nào, suy nghĩ nào mà liên quan phát xuất từ cái động lực là do sân hận, thì việc đó được gọi là nghiệp bất thiện, là điều tội lỗi. Mà điều tội lỗi thì nó là sẽ đưa đến khổ đau, nó đưa đến sự sanh khởi khổ đau, và nó không đưa đến sự chấm dứt nghiệp, tức là không đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Tương tự như vậy, chúng ta thay chữ lô ba đô sa bằng chữ mò hà ba tạc căn. Văn câu số 5. Văn biết kha về, này các tỳ kheo, văn mò hà ba tạc căn kam ma hò tí. Phàm cái nghiệp nào, bất cứ nghiệp nào mà được làm với hành động, với cái hành động si mê, vô minh, thì đó là cái nghiệp sanh do si mê, do vô minh, do si sanh ra.
Thì chữ Moha nó tương đồng với cái Avijja là vô minh, là do si sanh ra. Do si làm nhân duyên, Moha nidà năng. Do si làm tập khởi, Moha samudà yang. Tăng cam măng akusalang hò chí. Thì nghiệp đó được là nghiệp bất thiện. Nghiệp đó tăng cam măng sa và chăng là nghiệp đó là nghiệp ấy có lỗi lầm. Tăng cam măng nghiệp đó đưa đến quả khổ đau đức khăn vi bà căng. Tăng cam măng nghiệp đó làm nghiệp là tập khởi, cho nghiệp tập khởi tức là tích tập nghiệp trong cái chịu sanh tử khổ đau. Kamang kama samudaya ya samvatta tí đưa đến, nghiệp đó đưa đến tập khởi. Na tăng kamang nghiệp đó không đưa đến sự đoạn diệt nghiệp. Nirod kama nirodaya samvatta tí là đưa đến. Thì như vậy chúng ta thấy là ba cái nguồn gốc chính tạo ra điều bất thiện, tạo đến điều tội lỗi, tạo những điều chịu khổ đau, tạo những sanh tử luân hồi không chấm dứt được cái vòng nghiệp quả chịu khổ trong sanh tử đọa lạc trong các ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula. Thì Atula, những vị, một số Atula có thần lực thì ta gọi là những vị thần là sao? Một số là làm phước, có tu tập, có làm phước á, có làm những cái phước thiện nhưng làm với cái tâm sân, làm với cái tâm quyền lực, làm với cái tâm mà gọi là muốn chiếm hữu, muốn control, điều khiển người khác. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta thấy nhiều người đi làm phước mà thích power, thích quyền lực, thích ra lệnh, thích điều khiển, thích nắm quyền, rồi làm trong cái sân hận, làm trong cái nóng giận. Thì những người đó mà tái sanh thì thường rơi vào Atula hoặc là những vị thần. Atula nó có hai dạng, một Atula đọa là cũng nóng giận sân hận mà kém phước, còn Atula có phước là những vị thần. Thì chúng ta khi làm phước, bố thí, cúng dường hay trì giới, chúng ta đừng có làm với tâm sân hận, làm với cái sân và ngã mạn, làm với sân muốn điều khiển, muốn bao lừa, quyền uy, độc tài, khống chế người khác. Đúng ra như vậy là chúng ta làm mà chúng ta lại làm trong cái thiện phước, thay vì chúng ta bố thí là chia sẻ, là làm để mà thanh tịnh hóa chính mình, thanh tịnh bỏ đi những cái bổn sẻn tham lam, chia sẻ với tâm từ tâm bi với chúng sanh đau khổ, cúng dường với sự thành kính để tạo nên cái phước báo cho mình, hộ trì tam bảo để thanh tịnh tâm mình, loại trừ những ô nhiễm phiền não khổ đau. Hay là mình giữ giới, giữ giới là để mình muốn thanh tịnh thân khẩu ý của mình, loại trừ những ô nhiễm, nhờ những cái giới luật của Đức Phật chế ra để làm cái con đường mà mình tu tâm dưỡng tánh để mình thanh tịnh hóa chính mình. Mà mình giữ giới với ngã mạn, xem người khác, cho mình là giữ giới với cái tôi, thì như vậy là mình đã vô tình cái thay vì mình thanh tịnh thì mình lại bị một chút ô nhiễm, một cái đốm. Hay là mình hành thiền để thanh tịnh thân tâm, để phát sanh trí tuệ, thì mình lại hành thiền. Hay là mình ngồi được một tiếng, hai tiếng, mình có được vào cái tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, hay là mình có được những cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, thì mình lại bắt đầu kiêu căng hay là tự kiêu tự mãn,
cho mình là người có tu, người có chứng đắc. Tôi có thể ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng. Như vậy mình làm với cái để tô bồi cái ngã, để tô bồi cái sự tự cao, tự kiêu của mình. Như vậy là mình đã làm sai. Mặc dù cũng có một cái chút gọi là phước báo về tu tập, nhưng mình thay vì mình được thanh tịnh, mình được an lạc, mình bớt đi cái tôi, cái ngã mạn, thì mình lại làm ngược lại để tăng lên cái tôi, cái ngã mạn mình. Thì như vậy là Đức Phật nói là người này là người thật ra là người thiếu trí. Có phước nhưng mà thiếu trí. Thiếu trí đây là trí giải thoát, trí được an lành, trí được trí của đối với Bậc Thánh. Nên là chúng ta hãy là những người tu tập loại trừ ngã mạn, tất cả những khổ đau từ cái tôi, từ cái ngã mạn mà nó ra. Người nào chấp cái tôi nhiều thì người đó sẽ phiền não nhiều, bất mãn nhiều. Còn người nào vô ngã là niết bàn, niết bàn trong hiện tại, niết bàn trong cuộc sống này, và là người dễ thương, dễ uốn nắn, là người đệ tử Phật, một những người con của Đức Phật, dễ nuôi dưỡng, dễ cảm hóa, dễ dạy dỗ. Chúng ta câu số 6. Nên là khi chúng ta học bài kinh Pali, chúng ta sẽ thấy được cái lý rất là sâu bên trong lời dạy của Đức Phật. Câu số 6, Imani Kho. Imani là những cái này. Cái này. Kho là từ thêm, không có nghĩa. Bikhave là này các tỳ kheo. Imani Kho Tini. Ba cái điều này, điều gì? Nidana ni là nguyên nhân. Ba cái nguyên nhân này. Kama năng, cách sáu, số nhiều của cái nghiệp. Samudaya giá, nguyên nhân. Nguyên nhân những sự sanh khởi, những tập khởi của những cái nghiệp này. Tức là Đức Phật dạy này các tỳ kheo, đây là ba cái nguyên nhân. Đây ba cái nguyên nhân này là sự sanh khởi của các nghiệp, là nguyên nhân để sanh khởi các nghiệp, tạo các nghiệp. Các nghiệp bất thiện, tham sân si là cái nguyên nhân để tạo ra các nghiệp, để sanh ra các nghiệp bất thiện. Câu số 7, Tini Imani. Khi chúng ta phân tích làm hai như vậy thì chúng ta thấy được là rõ. Tini là ba cái này, này các tỳ kheo, ba cái nguyên nhân này mà Kama năng, Samudaya ya. Thì ba nguyên nhân này khiến các nghiệp tập khởi, tức là sanh khởi ra, tích tập lại cho sanh, tạo các nghiệp và để sanh ra các nghiệp. Và ba cái nguyên nhân đó là gì? Đức Phật nói thì nãy là ba, nãy Đức Phật đưa ra ba cái nghiệp thì bất thiện, bây giờ ngài đưa ra này có ba cái nghiệp này các tỳ kheo, ở đây cũng có ba cái nguyên nhân mà đưa ra tạo ra các nghiệp, mà ba nguyên nhân đó là gì? Nhưng mà nghiệp này thì là nghịch lại, ba nguyên nhân đó là alopo, hoặc là nó từ chữ là loba. Loba là tham, mà aloba là không tham, vô tham. Chia cách một, chia chủ cách số ít thì a chuyển thành o. Nidana năng là nguyên nhân. Vô tham là nhân duyên, là nguyên nhân khiến, là nguyên nhân khiến cho, ho tí là động từ ho tí được tỉnh lược hiểu ngầm. Kama năng samudaya giá là cho sự sanh khởi hay là cho sự tập khởi của các nghiệp. Kama năng cách sáu, số nhiều là của các nghiệp. Sân, vô sân, adoso, từ chữ dosa chuyển thành doso, và a là nghĩa đối nghịch là không thà sân hận, không sân, là nhân duyên,
là nguyên nhân, ni trà năng là nguyên kama năng samudaya ya, là nguyên nhân, là nhân duyên khiến cho sanh khởi các nghiệp, để các nghiệp tập khởi để sanh ra các nghiệp. Amoho là vô si, vô si tức là không có si mê, là ni trà năng là nguyên nhân, là nhân duyên cho sanh khởi, khiến, cách bốn là khiến, là cho, là để. Samudaya là đại gian, là để sanh khởi các nghiệp kama năng. Thì ở đây alopo là không tham. Không tham có nghĩa là sự nghịch với lại tham. Mà không tham cũng có nghĩa là sự xả ly, sự buông bỏ, sự từ bỏ. Rồi vô không sân, adoso là không sân. Không sân tức là trái ngược với sân. Cũng có nghĩa không sân thì người đồng nghĩa với lại gì? Là sự thương xót, từ bi. Và không si tức nghĩa là người đó sáng suốt, trí tuệ. Thì đây là cũng tạo ra nghiệp. Thì chúng ta thấy ba cái nhân ở đây, nhìn xuống màn hình thì chúng ta thấy ba cái nhân bất thiện là bên tay phải, là lô ba là tham, đô là sân và mô. Và bất ba cái nhân thiện là a lô ba là vô tham, a đô sa là vô sân, a mô ha là vô si. Thì từ chữ Pali chúng ta thêm chữ a phía trước. Gọi là tiền tố phủ định. Nó ta ghi ha. A là tiền tố phủ định để chỉ nghĩa ngược lại. Thì này ba, sáu nhân này được gọi là hê thức, là nguyên nhân. Sáu cái nhân, thì trong sáu cái nhân gọi là sáu nhân thiện và sáu nhân bất thiện. Khi mà chúng ta làm phước á, ở đây sư cô giảng thêm sâu vô cái pháp hành để chúng ta hiểu sáu cái nhân này. Thì khi mà chúng ta làm một điều bố thí, cúng dường hay là giữ giới, hành thiền, thiền định hoặc thiền tuệ, tức là dana sila pavana, tức là những cái thiện nghiệp từ thân khẩu ý, thiện nghiệp nó tạo từ thân là hành động từ thân. Nghiệp tạo từ miệng là hành động của khẩu, khẩu nghiệp. Nghiệp tạo từ ý thì hành động của những tác ý, những cái thiện nghiệp từ ý. Thì nó xuất phát từ ba cái tham sân si, ba cái nhân bất thiện bên tay phải nè. Thì đó được gọi là bất thiện nghiệp. Và đem đến khổ đau, đem đến sự phiền não. Còn ngược lại, chứ chúng ta làm mà với vô tham, vô sân, vô si thì đó được gọi là thiện nghiệp, đem đến sự an lành ngay trong lúc chúng ta làm. Trước khi chúng ta làm, ngay trong lúc chúng ta làm và sau khi chúng ta làm, nó đưa đến sự an lành, hạnh phúc, đưa đến lợi mình, lợi người. Còn tham sân si là đưa đến, tham sân si là ba bất thiện, đưa đến hại mình, hại người. Dù cho mình hại người ta, trước mắt mình thấy mình có lợi, nhưng chính này mình tạo cái nhân bất thiện và chịu quả khổ đau, tức là mình đã hại cho chính mình rồi. Nên nó mà mang tính hại mình, hại người đời này và đời sau. Thì khi mà mình làm phước á, mình được ba cái nhân thiện này nè, vô tham, vô sân, vô si. Ví dụ như chúng ta bố thí, khi chúng ta bố thí thì là chúng ta cho đi, là chúng ta lúc đó chúng ta không có tham, đúng không? Là chúng ta được vô tham. Rồi chúng ta làm trong vui vẻ, trong sự hoan hỷ, trong sự tự nguyện, là chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, là chúng ta không có sân hận, nóng giận, bực bội, bất mãn, khó chịu. Thì như vậy chúng ta đã vô sân. Và chúng ta làm với sự hiểu biết. Hiểu biết đây là điều thiện, đây cũng là điều nên làm, giúp ích cho người và cũng tạo nghiệp tốt thiện cho mình trong kiếp, những kiếp mai sau, trong kiếp hiện tại, những kiếp mai sau. Nhờ cái thiện nghiệp này mà chúng ta bớt đi những khổ đau, bớt đi những phiền não, bớt đi những oan trái trong cuộc đời. Và chúng ta hiểu theo nhân quả,
tin vào nhân quả để làm những điều thiện, bố thí, cúng dường, làm phước thiện, chia sẻ. Thì như vậy chúng ta đã làm với sự hiểu biết, tức là trong lúc chúng ta làm phước thiện, chúng ta có trí. Thì như vậy, cái quả mà cho cái này là chúng ta sẽ được quả tam nhân thiện. Tam nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Và như vậy chúng ta, cái quả nó cho như nãy đã nói, nó sẽ cho trong lúc chúng ta tái sanh, gọi là quả dị thục trong lúc tái sanh. Thì người nào mà cho chính cái quả này nè, cái nhân chúng ta đang tạo và nó cho cái quả lúc chúng ta tái sanh, và chúng ta tái sanh khi chúng ta đi trong kiếp tái sanh, một kiếp sống mới, khi vừa tắt thở tử tâm sanh, rồi kiết sanh tâm, hay là thục dị thục tâm, là tâm tái sanh, nó bắt một cái tâm quả nào đó trong kiếp quá khứ thì nó tái sanh mà nhầm ngay cái quả thiện này, thì người đó sẽ sanh làm gọi là người tam nhân. Người tam nhân là người bác, nhân là gì? Bác nhân lành này nè, đầy đủ ba cái nhân lành này, vô tham, vô sân, vô si. Cái quả chúng ta đang làm, chúng ta bố thí đó đó, được cái quả. Thì người này tái sanh là người gọi là tam nhân, là người này được xem là người đầy đủ duyên lành. Được người này nếu tu hành trong cái kiếp mà tái sanh trong được cái quả tam nhân thiện như vậy, thì người đó có đủ khả năng được làm, được nghe chánh pháp, hiểu được Phật pháp đúng đắn, có chánh kiến, và thực hành, có khả năng trở thành thánh nhân ngay trong kiếp hiện tại, kiếp đó. Còn nếu chúng ta làm phước, bố thí cúng dường, hay làm một điều thiện gì khác, trì giới, hay làm có điều gì bộ hành thiền, thì mà được ba nhân như vậy cũng được quả tái sanh vậy. Nhưng khi chúng ta làm mà chúng ta mất hết một nhân, ví dụ chúng ta đang bố thí, chúng ta có không tham, chúng ta đang cho thì chúng ta không bị tâm tham, không bị chi phối bởi cái bất thiện của ta tham. Rồi chúng ta làm hiểu biết, nhưng trong lúc làm ai chọc hoặc là mình bất mãn, sân hận nóng lên, như vậy là chúng ta đang làm mà chỉ có nhị nhân, hai nhân thôi, chứ không thiếu hết một nhân. Hoặc chúng ta làm, chúng ta vui vẻ làm, nhưng mà chúng ta làm không hiểu gì hết, làm không có hiểu. Ví như một đứa con nít, một đứa trẻ, nó nghe lời mẹ nó ra, nó đặt bát, nó đưa một cái phần thức ăn vào một bát một vị sư. Thì mẹ là lúc đó nó biết, nhưng mà nó vui, nó thấy mẹ cười, nó ai vui quá thì nó vui. Nhưng mà nó có đứa trẻ, nó sẽ chưa hiểu đủ đây là thiện nghiệp, đây là làm việc đúng này kia, nghiệp thiện, tinh nhân quả, và được cái phước báo để xả ly khổ, xả ly cái tham sự bổn sẻn tham lam. Nó chưa hiểu mà nó nghe lời mẹ nó làm, và nó thấy mẹ nó cười, nó cũng vui, nó cười. Thì như vậy đứa trẻ nó làm không có được ba nhân, mà nó làm có hai nhân. Nhưng mẹ nó hiểu thì mẹ nó được ba nhân. Đó là như vậy. Thì khi ba nhân sanh nhiều quả thì người đó sẽ được tái sanh cảnh an lành và có khả năng chứng thánh quả. Còn nếu nhị nhân thì người đó có tu gieo duyên, bồi đắp và làm đầy đủ cái ba la mật cho kiếp sau thôi, chứ kiếp đó họ không có khả năng chứng thánh quả. Đó là lý do mà chúng ta khi tu tập, chúng ta phải làm với trọn vẹn, với sự hiểu biết để đầy đủ ba nhân. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ở đây 15 phút. Mời lớp của chúng ta nghỉ ở đây rồi chưa? Sau 15 phút và 2 giờ rồi biết. Bây giờ là đến số 7, 2 giờ 35 chúng ta sẽ tiếp tục cho đến 4 giờ 15. Mời lớp của chúng ta nghỉ chút ha. Hello. Mời lớp của chúng ta nghỉ. Dạ, mô Phật. Dạ rồi.
Hello. Dạ con nghe rõ rồi sư ạ, mà chưa thấy màn hình. Chưa thấy màn hình bài học có sư. Ờ, chưa thấy hả? Dạ chưa. Chỉ có cái logo của trường mình thôi. Rồi sư cô share lại nè. Có rồi, chưa? Có rồi đó con. Dạ rồi. Rồi bắt đầu mình câu số 9. Thank you.
Bắt đầu câu số 9. Yang bikave alopa bakatang kamang hoti alopa chang alopa nidanang alopa samudayang tang kamang kusalang hoti tang kamang anavachang tang kamang sukha vipakang tang kamang kama nidrodaya samvatati natang kamang kama samudayaya samvatati. Thì đoạn này chúng ta thấy là đoạn kết Đức Phật muốn nhấn mạnh như thế nào. Chúng ta nghe bài dịch Bikhave được dịch đầu tiên. Này các tỳ kheo, yang aloba ba tắc căng cam măng, bất cứ phàm cái nghiệp nào hay là bất cứ những cái nghiệp nào được nghiệp nào mà do ly tham hay là vô tham tác thành, cái nghiệp nào mà nó được hành động, nó được tạo thành, nó được tạo thành bằng cái vô tham, thì do vô tham sanh, đó là do vô tham, cái nghiệp đó là do vô tham mà sanh ra. Do vô là aloba chăng là do vô tham mà sanh ra, aloba nida năng là do vô tham hay là không tham, do vô tham làm nhân duyên, nida năng là nhân duyên, aloba samudayang do vô tham, nguyên nhân là tập khởi mà sanh khởi tăng cam măng, thì cái nghiệp đó chúng ta dăng dăng cam măng rồi tăng cam măng, thì cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp thiện, khu xa lăng là nghiệp thiện, tăng cam măng là cái nghiệp đó là cái nghiệp anna và chăng, không là nghiệp ấy không có tội lỗi, không có tội lỗi hay không bị khiển trách, không có không tội lỗi. Tăng cam măng thì cái nghiệp đó là cái nghiệp gọi là sukha vipakang, có quả an lạc. Sukha là an lạc, nó khác với dukha, dukha là khổ đau. Sukha là an lạc, vipaka là quả, có cái quả an lạc. Tăng sukha là cái nghiệp đó, cái nghiệp ấy, cái nghiệp đó đưa đến samvattati là đưa đến, dẫn đến. Dẫn đến như thế nào? Kama nirodaya. Nirodaya là diệt, đoạn diệt. Đưa đến đoạn diệt. Đoạn diệt các nghiệp. Chấm dứt các nghiệp. Na tăng kama. Nghiệp đó, na là không. Không đưa đến samvattati, không đưa đến. Đưa đến gì? Kama samudaya. Samudaya là nghiệp tập khởi. Samudaya là tập khởi. Và giá là đưa đến cho cái việc sanh khởi, tập khởi của nghiệp. Thì ở đây có nghĩa là vô tham, vô sân, vô si. Nói chung là ba cái thiện, ba cái nhân lành, ba cái nhân thiện. Nếu hành động, lời nói, việc làm mà chúng ta được xuất phát từ vô tham, vô sân, vô si thì đó là đưa đến, thứ nhất là nghiệp, thứ hai là đưa đến là cái quả ăn không có lỗi lầm, không có lỗi lầm, và tiếp theo là đưa đến quả an lạc, đưa đến quả an lành, thiện quả trong tái sanh và trong cuộc sống, và đưa đến chấm dứt nghiệp. Chấm dứt nghiệp là khi mà chúng ta đầy đủ ba la mật. Những thiện nghiệp là những cái thiện lành mà chúng ta làm để đưa phát nguyện, cũng như hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử, hướng đến cái quả thánh nhân, Phật quả hay là A La Hán quả, thì cái nghiệp đó được làm, được gọi là ba la mật, tích tập những thiện nghiệp hay tích tập những ba la mật. Thì giờ cái công đức nhiều kiếp mà Đức
Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, Đức Bồ Tát trong những nhiều kiếp quá khứ Ngài đã tạo những thiện nghiệp từ bố thí, là trì giới, là hành thiền, là bố thí, trì giới, hành thiền hay là các cái hạnh ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thuyết pháp, vân vân, xả ly, chân thật, từ bi, từ tâm, ly tham, xuất ly, vân vân, thì những cái thiện nghiệp đó đến một cái độ gọi là viên mãn tròn đầy để trở thành Phật quả. Thì đó là những cái nghiệp mà đi đến, thiện nghiệp đó được gọi là đưa đến đoạn tập, đưa đón chấm dứt nghiệp. Đưa đến chấm dứt nghiệp là chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì ở đây tóm tắt bốn cái tính chất của tâm thiện. Tâm thiện là làm điều thiện, khởi ý, những cái tác ý, những cái mong muốn muốn làm những điều thiện. Điều thiện là gì? Là không có hại người. Không có hại người thì cũng chính là không có hại mình về mặt nhân quả. Và là ngược lại là làm lợi người, lợi mình và lợi cả hai, lợi cho số đông, đem điều tốt lành, an vui đến với mọi người. Đó là điều thiện. Và làm việc không tham, hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ, những hành động làm với không tham, không sân và không si, được đó là gọi là điều thiện. Bây giờ nếu một người nào hỏi tôi mới đi chùa, anh chị hoặc là quý thầy, quý sư cô cho tôi biết thiện là gì, thì mình định nghĩa sao? Mình giải thích như thế nào? Mình giải thích thiện là thiện, vậy thì không có được, không có thuyết phục. Thì mình phải giải thích sao? Bạn nói gì, bạn làm gì, từ thân, từ khẩu, từ ý, tức là những hành động phát xuất từ đâu? Có ba nơi để phát xuất là thân, khẩu và ý. Mà nó không đem đến hại mình, nó không đem đến hại người, không đem hại cho nhiều người khác, thì đó được gọi là thiện. Hay một cái định nghĩa khác là hành động nào, lời nói hay việc làm, suy nghĩ mà nó không có liên quan, không phát xuất từ tham lam, từ sân hận hay từ si mê, mà nó phát xuất từ xả ly, buông bỏ, chia sẻ, đó là vô tham, từ sự thương yêu, từ bi, hỷ xả, không có sân hận. Khi ta có hỷ xả tức là ta không có sân hận, nóng giận, bực bội. Khi ta có sự hài lòng là tức ta không có sự bất mãn. Khi ta có sự từ bi thì chúng ta không có sự hận thù. Đó là thiện lành. Và khi chúng ta có hiểu biết, có chánh kiến, có sự sáng suốt, thì như vậy chúng ta không bị si mê tà kiến ngã mạn cố chấp, gọi là thiện. Và không lỗi lầm. Không lỗi lầm là không có làm gì cho mình phải hối hận, không làm gì cho mình phải day dứt đau khổ, không làm gì để chịu cái quả khổ đau. Và được những người trí tuệ, những người thiện lành thích gần gũi, tán thán, ca ngợi, và mọi người gần thích, muốn gần gũi, đó là điều thiện. Và như vậy cái người làm thiện thì sẽ được cái quả an lành, cái quả thiện, cái quả thiện, tức là không đem đến khổ đau, mà lúc nào cũng làm cho người đó được an vui. Và tiếp theo là đó là cái nhân để đưa đến đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là chấm dứt cái nghiệp chịu sự sanh tử, đưa đến sanh tử luân hồi. Thì nhờ công đức tu tập thiện nghiệp mà dần dần người đó mới thành tựu được cái quả giải thoát, trở thành những thánh nhân. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, do vô tham sanh ra, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi, thì nghiệp ấy được gọi là thiện. Thiện ấy tức là không có lỗi lầm, không có bị khiển trách. Nghiệp ấy đưa đến quả an lạc, nghiệp ấy đưa đến chấm dứt các nghiệp, chấm dứt sự tạo nghiệp trong sanh tử,
và nghiệp ấy không đưa đến tập khởi, tức tập những nghiệp trong trong sanh tử. Chúng ta thấy bài kinh mà khi chúng ta đọc đến Bali rồi chúng ta hiểu cái ý nó sâu lắm, nó rõ. Và tương tự như vậy, tương tự như vậy. Bây giờ chú Nguyên Nghĩa đọc dịch đoạn này cho cô ấy. Chú Nguyên Nghĩa. Dạ, dạ, con nghe ạ. À. Đoạn 10, câu số 10, nó tương tự vậy đối với vô sân. Chú dịch đi. Dạ. Đọc tiếng Bali dịch. Văn là bất cứ cái gì. Đây là trạng từ liên hệ. Bhikkhave là các tỳ kheo, các tám số nhiều. Này các tỳ kheo. Dạ, này các tỳ kheo. Adosa Bakatan là những việc làm mà vô sân. Kamang là hành động, những hành động làm do vô sân. Hô tí được hiểu ngầm trong đây ạ. Và Adosa Chang là được sanh ra từ vô tham. Vô tham. Vô sân, vô sân. Dạ dạ vô sân, sao con xin lỗi, vô sân. Adosa Nidanang. Đây là cách một số ít. Đây là nguyên nhân từ vô sân. Adosa Samudayang, cách một số ít, được bắt nguồn khởi nguồn từ vô sân. Tăng là cái đó, đây là trạng từ chỉ liên hệ mà những cái hành động đó được làm từ thiện nghiệp. Kamang Kusalang, hô tí được. Không, mình dịch nãy văn và tăng là cái sự mối liên hệ, cái nào yeah. mà làm vậy vậy thì cái đó, thì cái nghiệp đó là, sẽ đưa đến là thiện nghiệp, là tăng thiện nghiệp. Tăng măng cao cua lăng kho tí thì cái nghiệp đó được gọi là, được là, được xem là, được biết là thiện nghiệp. Dạ yeah. Rồi con dịch tiếp con ha. Tăng cam măng anavacang. Tăng cam măng sukha vi bà căng, thì tăng là cái đó, cam măng là hành động. Không phải. Thì mà cái nghiệp đó thì cam nghiệp măng là cái nghiệp đó đó, nghiệp đó mà không có lỗi lầm. Anavacang là không có lỗi lầm. Tăng cam măng sukha vi bà căng có nghĩa là thì cái nghiệp đó sẽ đưa đến được quả an lạc. Sukha vi bà căng là quả an lạc. Tăng kamang kamari kama nirodaya samvatati thì cái nghiệp đó dẫn nghiệp đến đó dẫn đến đoạn diệt được đưa đến đoạn diệt các nghiệp được, các nghiệp, đoạn diệt được các nghiệp. Dạ. Đoạn diệt nghiệp. Na tăng kamang. Kamasu su samudaya savatati. Samudaya. Samudaya ya samvatati thì cái nghiệp samvatati. Dạ, samvatati. Còn dịch tiếp đoạn cuối thì những cái hành động đó sẽ không đưa đến khởi sinh các nghiệp. Dạ hết rồi. Tức là sao? Tức là tham, hành động nào từ vô sân thì hành động đó sẽ tạo ra thiện nghiệp, được gọi là thiện nghiệp, và đưa đến quả an lành và chấm dứt các cái nghiệp, và cái nghiệp đó không đưa đến tập khởi, tức là sự tập khởi trong sanh tử luân hồi, đưa đến giải thoát. Đây là cái nhân để tu tập để đưa đến giải thoát. Rồi mời chú dịch thêm.
Trong lớp mình có ai muốn dịch không? Dơ hand. Có sư Minh Tiến hoặc cô Diệu Như á sư. Con sư Minh Tiến hôm nay có mặt hả? Rồi, sư Minh Tiến dịch đi. Mời sư Minh Tiến. Dịch câu số 11. Amoha Patakang. Vô hành động. Vô si. 1, 2. Dân là những cái này. Thích khá phê cách tán này các tỷ kheo. Amoha ba cách tăng là do Yoshi hành động những cái những hành động Yoshi những Kaman là nghiệp Hoti là Amoha Yang là mình dịch Yoshi Yoshi từ cái chữ Hoti dịch trước nó là một câu rồi đó. Lại các tỳ kheo, lại các tỳ kheo những nghiệp nào do Yoshi tạo thành tác thành là do Yoshi Amoha Yang do Yoshi sinh ra. Ủa sao dưới là Adoshi Adosa Amoha sư cô đánh lộn rồi. Dạ đánh lộn rồi. Amoha Amoha Nidanang. Nidanang là nhân duyên, là do duyên Yoshi, do Yoshi làm nhân duyên. Sửa lại Amoha Samudayang. Samudayang là tập khởi, do Yoshi làm tập khởi. Tăng là những cái ấy, Kamang là nghiệp, là những tăng Kamang là những nghiệp mai ấy, Hoti Kusalan là thiện, nghiệp đó, thì những nghiệp đó tăng là những cái ấy là nghiệp. Những nghiệp thiện là những thiện là thiện nghiệp, là những nghiệp thiện, thiện nghiệp số một, những nghiệp ấy tăng Kamang, tăng là những nghiệp ấy, Kamang Anapachang. Anapachang A là không, Anapachang là không có lỗi, là những nghiệp vô tội, nghiệp ấy vô tội, vô tội. Tăng Kamang Sukha Vibhakang, tăng Kamang là những nghiệp ấy đưa đến quả lành, không có đưa đến quả lạc, không có đưa đến. Những nghiệp ấy, những nghiệp ấy, nói chữ ho tí, ho tí được hiểu ngầm. Những nghiệp ấy là thiện quả, là có quả, là có quả lạc, có quả hạnh phúc, chúng ta quả hạnh phúc an lạc. Tăng Kamang Kama Nirodha, Nirodha là diệt, Nirodha giá là diệt, lần Kama Nirodha Nirodha giá là đà giá, đà giá. Kama Nirodha là những nghiệp, những nghiệp ấy đưa đến diệt, chấm dứt các nghiệp, chấm dứt hay là diệt các nghiệp, đoạn diệt các nghiệp, đoạn diệt các nghiệp. Samvati, Samvati là đưa đến, Samvati là đưa đến. Na là không, tăng là những cái ấy, Kamang tức là không đưa đến nghiệp. Hết câu 11 ạ. Rồi đến câu 12. Câu kết. Imani tini có nghĩa là ba pháp này, Pikave này các vị kheo. Ba pháp này Nida Nidana là nhân duyên. Khamanang Samudaya có nghĩa là làm cho các nghiệp tập khởi. Y tí là chấm dứt cái câu ạ. Rồi chấm hết. Chấm hết câu. Thì đó là chúng ta vừa mới học xong cái bài. Thì về nghiệp thiện
và nghiệp ác, xuất phát từ tham sân si là nghiệp ác, từ thân khẩu ý xuất phát từ động cơ trạng thái vô tham vô sân vô si, thì đó là thiện nghiệp mà đưa đến chấm dứt nghiệp trong sanh tử luân hồi. Thì trong một bài kinh khác mà sư cô cũng hay nhắc, một Đức Phật mà chúng ta đã học và cũng có thi rồi đó, là những người thiệt Phật tử, những thiện nam tín nữ, những người tỳ người nam cũng như người nữ, người tỳ kheo hay tỳ kheo ni, khi mà trong lúc đi, trong lúc đứng, trong lúc ngồi, trong lúc nằm mà luôn luôn thấy được cái tác ý, luôn luôn kiểm soát, luôn luôn chánh niệm, thấy được cái tác ý khởi lên mà nó có liên hệ đến tham lam, liên hệ đến sân hận, liên hệ đến si mê, thì phải loại trừ cái tư tưởng đó ngay trong cái vừa sanh khởi. Lúc đang đi mà nó có tư tưởng tham hoặc sân hoặc si khởi lên thì lại loại trừ nó ngay. Lúc đang đứng, lúc đang ngồi hay lúc đang nằm, tức là trong các oai nghi đi đứng ngồi nằm trong cuộc sống của mình. Ý là sao? Là trong cuộc sống của mình, khi mình đang ở tư thế nào, trong cái thời gian nào mà cái mình luôn luôn giữ gìn ý nghiệp của mình được trong sạch, khởi lên tham hoặc sân, tham lam, tham ái, tham dục hay là sân hận, bất mãn, giận dữ, ghét bỏ, thù hằn, ghen ghét, ganh tị, hay là trạng thái của sân, hay là sự tà kiến, si mê, ngã mạn, cố chấp, trạng thái của si, thiếu hiểu biết, thiếu chánh kiến, thì đó là trạng thái của si khởi lên. Thì một người hành giả, một người đệ tử của Đức Phật, một người đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật phải loại trừ ngay khi nó vừa khởi lên. Thì nếu người nào thực hành được như vậy là người đó được gọi là đệ nhất tinh tấn, là người đó là người người cao thượng, người đó đang thực hành lời dạy của Đức Phật, đang tu tâm dưỡng tánh của mình. Còn ngược lại, trong lúc đi tham gửi lên cho nó sanh khởi, rồi giữ nó trong lòng và nuôi dưỡng nó để cho nó lớn mạnh tăng trưởng. Và như vậy, trong lúc đứng, trong lúc ngồi, trong lúc nằm, tức là trong cuộc sống này, mà mình thấy được cái tham của mình muốn, ý mình muốn, những suy nghĩ tư tưởng có liên hệ đến tham lam, sân hận, tà kiến, ngã mạn, sân si, thì mà mình không có chế ngự, không loại trừ nó, không nhổ tận gốc nó, thì như vậy người đó được gọi là người hạ liệt, biến nhát, dễ vui. Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì chúng ta, những ai làm được điều đó, những hành giả có chánh niệm tỉnh giác sẽ làm được điều đó. Khi có chánh niệm, chúng ta sẽ biết, nhờ cái tính chất của chánh niệm, nhờ có sự thu thúc, nhờ có sự kiểm soát trong từng tâm niệm khởi lên, mà một hành giả có tu tập chánh niệm sẽ loại trừ và thanh tịnh hóa tâm ý của mình. Như vậy được gọi là người là giữ gìn tâm ý trong sạch. Mà trong cái bài kệ 183 pháp cú, chư ác mặt tá chúng thiền không làm điều ác, tu tập điều thiện, giữ tâm ý trong sạch, đó là ý nghĩa của giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ chúng ta đi vào gọi là biến cách atta, là nam tánh vị ngữ à, có nghĩa là chính mình, là tự tôi, chính tôi. Bài này thì chúng ta biến cách thì chúng ta đã học nhiều rồi. Hiện nay chúng ta có 8 biến cách. Biến cách thứ nhất là làm chủ cách trong câu. Nếu số ít thì chữ atta. Atta thì là a dài. Thì atta, chúng ta vẫn giữ atta. Thì chúng ta nhớ rằng là, để sư cô mở ra cái
con tập. Chúng ta có tất cả đó. Thực ra khi mà mình chúng ta thấy nè, declension biến cách thì chúng ta có là có tất cả nè. Hôm bữa chúng ta đã học ở trên lớp đó, chúng ta ôm lại nè, danh từ đó, biến cách của danh từ. Thì danh từ chúng ta có tất cả là nguyên âm a a i i u u a e o. Không? Thì danh từ nam tánh á, thì có 7 trừ e, trừ nguyên âm e ra là không có. Còn nữ tánh thì có 5 là a à, không có a ngắn mà à. Rồi i i u u. Và trung tánh thì có 3. Trung tánh thì có 3. A, I, U là 3 cái nguyên âm. Mà khi trung tánh thì ở đây thì chúng ta thấy là nam tánh vị ngữ à. Nam tánh vị ngữ à. Thì theo như là chúng ta thấy là có tất cả, như vậy thì chúng ta có tất cả là 15 cái biến cách của nguyên âm, tận cùng bằng nguyên âm. Rồi 15 biến cách của tận cùng nguyên âm. Và tận cùng bằng phụ âm. Phụ âm thì chúng ta nhớ là trong Pali. Trong Pali thì khi mà nó thành cái chữ thì nó không có phụ âm. Nhưng mà theo Sanskrit thì nó có phụ âm. À, như chữ manas thì khi chuyển manas m a n s và khi chuyển thành á, là thành chữ mano tâm. Còn cái chữ là atta, atta thì nguyên gốc của nó là attang, atta, a attang n à, là biến cách của danh từ tận cùng phụ âm là an. Nhưng mà khi an á là theo chữ Sanskrit ha, và an thì khi mà an bỏ n đi thì chữ a ngắn trở thành a dài, nó chữ atta. Ở đây thì đây là chữ atta, tức là giải thích một chút để chúng ta biết. Thì bây giờ để đơn giản hóa đi thì mình bắt nguồn từ chữ atta, ngay chữ atta luôn. Thì chủ cách là atta, có số nhiều, cách một số nhiều, cách hai số ít, số nhiều là attano. Đối cách số ít là attanang, attang. Thì chúng ta thấy chữ attang nó phổ biến nhiều, cái attanang nó trùng với cách số nhiều của cách 4 và cách 6, chúng ta thấy không? Nên là có khi chúng ta nhìn cái chữ thì chúng ta dễ nhầm, nhưng mà khi vào mẫu cấu trúc câu thì chúng ta sẽ thấy nó có ý nghĩa, nên chúng ta cũng sẽ phân biệt được. Chữ attang thì thấy rất nhiều hơn. Rồi số nhiều của cách 2 đối cách là attano. Rồi cách 3 là attana hoặc là attena. Rồi số nhiều của cách 3 là bởi chính tôi, bởi tôi hay bởi chúng tôi. Atanehi, atanepi. Rồi chỉ định cách là cách 4 là làm túc từ gián tiếp cho cái việc đó, để làm cái việc đó thì atano, số ít. Số nhiều là atanang. Rồi xuất xứ cách là cách 5 với số ít là từ tôi hay là do tôi hay là đó là atana. Rồi bởi tôi, bởi chúng tôi, bởi những chính chúng tôi. Atanehi hoặc là atanepi. Sở thuộc cách là của chính tôi hay là của là bởi thuộc tôi, atano. Bởi của chúng tôi hay của chính chúng tôi, atanang. Rồi định sở cách là trong tôi, atani.
trong chúng tôi atta nesu atesu này cách thô cách atta atta hoặc là hỏi chúng tôi hỏi chúng ta atta no đây chúng ta đã quen với biến cách này, học rất là nhiều, nó thay đổi chữ thì chúng ta nhìn và chúng ta đọc thường thì chúng ta sẽ quen. Khi vô câu thì chúng ta ứng dụng và sẽ thấy. Thì ví dụ như cái ví dụ là ví dụ là tôi tự bảo vệ chính mình, a hăng là tôi và chính tôi chính mình atta năng. Cách hai, rakkhami là bảo vệ. Tôi bảo vệ chính tôi atta năng. Thì atta năng này là làm túc từ của động từ rakkhami. Rakkhami này là động từ của gì? Của chủ từ là ahang. Ahang có nghĩa là tôi là gì? Là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít. Ví dụ giờ dịch giờ chú Nguyên Nghĩa hay là sư Minh Tiến dịch chúng tôi tự bảo vệ chúng tôi. Đổi qua số nhiều chứ cô. Đổi qua số nhiều nè, chúng ta thấy cách hai số nhiều là sao? Mà dân nào atano nào mà dân rakkhama atano. Dạ đúng rồi. Mà dân atano rakkhama. Hiểu bài rồi ha. Cảm ơn sư. Là nghĩa là mình ứng dụng nè, chính tôi, bởi tôi hay là cho tôi. Rồi câu dùng cách thứ tư. Sư dịch cái này, phân tích dịch câu này luôn đi sư. A hăng atta năng ova đà mi. Phân tích từng chữ. Vậy thì thành a hăng là tôi, là chủ làm từ ngôi thứ nhất số ít. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít. Làm chủ từ cho tôi. Atta năng làm chủ từ. Atta năng là chữ atta chia ở cách 4. Ở cách 4 số ít. Ovadami là động từ chia ngôi thứ nhất số ít. Nghĩa là gì? Nghĩa là ahang là tôi, ovadami là nhắc nhở, attanang là chính mình, chính tôi. Ahang attanang ovadami là tôi tự nhắc nhở chính mình. Đúng rồi. Câu số 6. Xin lỗi, câu thứ 3 dùng cô, sở hữu. Cô cho con hỏi, ở trong cái ngữ pháp của mình á, chỉ định cách số 4 là attano, nhưng mà khi mình chia là attanang, có phải là nó do bị ảnh hưởng bởi chủ ngữ a hăng không cô? Tại vì trong cái bản ngữ mà mình chia ngữ pháp số ít á, thì chỉ định cách của atta nó là attano, số nhiều đó là attanang, nhưng mà khi vào trong câu á, mình có là a hăng attanang. Thì như vậy theo cái cách chia mình nhìn vô bản ngữ pháp thì nó sẽ không đúng, nó phải đúng attano. Nhưng mà do chủ ngữ a hăng cho nên buộc mình phải chia theo a hăng, là đổi từ attano sang attanang. Đúng không cô? Không. Đó. Sư cô đánh lộn. Attanang. Mai văn sư cô attano là đúng á. Dạ, cho nên là trong cái bản ngữ pháp của nó là attano. Đó, bởi con đang thắc mắc cái đó. Rồi mình sẽ sửa là attano. Tôi cho chính tôi. Tôi attano. Sư cô lộn quá, tư số nhiều. Sư cô nhiều. Dạ, đó cho nên là bởi vì con mới thắc mắc thôi. Con thấy cái đó nó có vấn đề. Rồi sửa lại. Sửa lại giùm sư cô attano. Tôi khuyên cho chính mình thôi. Dạ. Rồi câu số 6 chú Nguyên Nghĩa dịch lại cho sư cô nghe. Tức là mình hiểu bài rồi đó. Cái này là trong không phải trong sách mà sư cô tự đặt, sư cô tự viết.
Dạ. Yeah. Sư cô copy từ trên nè, xuống rồi. Rồi, Atano yeah. nha, sửa lại nha. Rồi, câu số 6. Dạ, yeah. So là vì anh ấy, vì ấy. Atano là cách 6 số ít. Acharyasa là cách 4 số ít. Từ chữ gì? Từ cái nguyên chữ của nó, danh từ là chữ gì? Dạ, Acharya. Nghĩa là gì? Acharya có nghĩa là tấm tấm y. Người thầy. Đúng không cô? Người thầy. Dạ, con lộn, người thầy, còn chi chi và răng mới là tấm y. Dạ, Acharya là vị thầy, chi và răng là tấm y, đề tí là cúng dường, dân tặng. Như vậy là anh ấy cúng dường tấm y đến cho vị thầy của mình. Khi mà mình phân tích mà mình hiểu bài á, thì quý học viên á, sẽ phân tích như thế này. So, đại từ, nhân xưng, ngôi thứ ba, số ít, có nghĩa là anh ấy hoặc là cậu ấy. Rồi đến động từ là có nghĩa là anh ấy. Rồi đê tí động từ, đến động từ là động từ cho, tặng, biếu, cúng, chia theo đó, chủ từ là so, ở cách ba, số ít, ở hiện tại. Rồi đến chi và tiếp theo là cái túc từ. Túc từ này, những cái chữ cách 4, cách 6 là nó bổ nghĩa cho cái đầu, cái túc từ này. Chi và răng, đúng không? Là tấm y. Chi và răng là danh từ nam tánh vị ngữ A, ngắn. Chia ở cách 2 số ít nên đổi thành là chì và răng. Là tấm y. Rồi tấm y Acharyasa. Acharyasa từ danh từ Acharya, nam tánh vị ngữ A ngắn là thầy. Chia ở cách 4 số ít là đến vị thầy. Tức là cho tấm y đến vị thầy. Rồi Attano là từ chữ Atta. Chia ở cách 6 số ít là của chính anh ấy, của chính tôi. Nguyên câu dịch là anh ấy đã cúng tấm y đến vị thầy của tôi, của anh ấy, của chính mình, của mình. Nghe không? Phân tích từng chữ vậy á thì mình thấu rõ ha. Rồi, chúng ta đi vào ứng dụng nha. Thì bài pháp cú số 160. Bài pháp cú số 160. Chúng ta thấy dạ nghe rõ ạ. Atta, chúng ta ứng dụng ngay chữ Atta, phải không? Là chính mình. Atta là chính mình. Hí, Atta hí. Attano, ứng dụng từ chữ Attano, chính mình là. Hí này là không có được hiểu ngầm, được hiểu không có trong câu. Atta hí Attano na tho, thì chính mình là người bảo hộ cho mình. Thì chúng ta thấy là được hiểu ngầm là hò tí là, chữ hò tí được hiểu ngầm. Natho, từ nghĩa chữ, từ chữ Natha. Từ nửa chữ Natha là danh từ nam tánh. Chia ở chủ cách, tức là cách 1. Vì sao là chia ở chính mình là người bảo hộ của chính mình. Thì vì là ho tí, động từ ho tí được hiểu ngầm Natho chia cách. Mà khi là động từ ho tí thì dù là đó là túc từ vị ngữ, mình vẫn chia cách 1 của chính mình. Attano, Attamo mình đang là cách 6 số ít. Ta là cũng như là tự bảo vệ chính mình,
ta phải chính mình phải tự mình bảo vệ cho mình. Thì chữ Na Thô là người cứu, là người bảo hộ, là người, chữ Na Thô cũng có nghĩa là thầy, người thầy, là người bảo vệ. Có ai bảo vệ chính mình bằng mình chính bảo vệ mình không? Mình phân tích cái ngữ pháp với lại phân tích cấu trúc câu, sau đó mình phải mới giải thích ý nghĩa qua cái bài kệ này ha. Cô là, cô có nghĩa là ai, kia cách một số ít. Cô hi na tho boa parosia. Baro, baro có nghĩa là người khác, người khác. Người khác, Sia là có, hãy là cái người thật sự, Paro người khác, ai có người, người nào ngoài mình, chính mình, người khác có thật sự là người bảo vệ, ai là người thật sự bảo vệ cho người khác. Tức là cái câu này chúng ta thấy ai bảo vệ về cái lý nhân quả, về cái sự sống hàng ngày, mình phải tự bảo vệ chính mình. Là nghĩa sao? Tức là khi mà chúng ta tạo nghiệp thiện hay ác là chính mình phải chịu cái quả, ta là chủ nhân của nghiệp, trong cái ý đó. Tức là những cái gì mình làm là mình phải, mà người biết bảo vệ mình thì phải bảo vệ bằng những thiện nghiệp. Nên Đức Phật hay thường nhắn nhận hãy là hòn đảo của chính mình, hãy là hãy tự bảo vệ mình, không nương tựa ai khác, vì không ai để là điểm tựa chắc chắn để nương tựa. Atana, câu 3, Atana bằng, bởi, do, bởi chính ta, về chính thân mình. Hi sudantena, sudantena. Thì su này thì nó từ chữ là su cộng với cái root là dam, dam, ta cộng với ta. Ta mà chia ở cách 3 nó trở thành ena ở số ít. Có nghĩa là do chính mình khéo thuần thục tu tập, khéo kiểm soát. Su là khéo, là tốt, thiện. Đam tê ná là với sự khéo kiểm soát. Bởi khéo kiểm soát, khéo chế ngự, khéo điều phục, khéo thuần thục, thu thúc, kiểm soát. Do chính bản thân mình đã khéo kiểm soát, khéo tu tập, khéo chế ngự. Kiểm soát là gì? Nãy mình học rồi đó. Kiểm soát là thân khẩu ý. Những cái gì tham sân si mình khéo kiểm soát, mình loại trừ nó ra. Mình đừng có nuôi dưỡng, đừng có làm cho nó lớn mạnh, rồi nó bắt đầu khống chế. Tham nhiều quá tự nhiên là nếu mình không khéo kiểm soát thì nó sẽ điều khiển mình, nó muốn gì mình phải làm theo. Thì mình là nô lệ cho mình, cho những cái tâm ý xấu ác đó. Còn mình không, người dễ vui, người không khéo kiểm soát, người không khéo chế ngự, người không khéo thu thúc. Na thăng là người bảo hộ. La bà tí là có được. Người bảo hộ hay là điều phục, ở đây có nghĩa là điều phục. La bà tí nghĩa là đạt được, có được. Du la păng là khó, điều khó khăn. Từ chữ du và la păng là có,
Mà từ chữ lapati, đúng là động từ lapati, danh từ là lapa. Là đạt được, có được, khó mà có được. Trong cái một bài kinh tụng hàng ngày, năm điều khó. Nó từ chữ lapa, dulapang, năm điều khó. Thì ở đây trong cái câu này là khó thay điều phục chính mình. Thật là khó để điều phục. Điều phục chính mình là điều khó. Ý là vậy. Thì chúng ta còn nhớ Đức Phật nói trong một bài kinh đó, chiến thắng ngàn quân giặc không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình tức là điều phục chính mình là một điều khó thay. Vì điều phục chính mình là điều phục sao? Hồi nãy chúng ta đã nhắc rồi đó. Điều phục ra khỏi, chế ngự khỏi tham sân si, những cái điều xấu ác, những cái tham khởi lên từ thân khẩu ý. Nếu mà muốn cho ta thân khẩu ý mình trong sạch thanh tịnh thì mình phải điều phục tâm ý mình khỏi ra khỏi tham sân si. Mà đôi khi mình không có cái ý đó, mình biết mọi người đó là cái bài pháp cú. Mọi người biết rằng tham sân si là cái nguyên nhân của khổ đau, làm cho mình đau khổ, đọa lạc, xa đọa. Nhưng mà sao mình không loại trừ nó, không được tu tập thanh tịnh nó, nhổ tận gốc nó, là do mình không tự điều phục lấy mình. Mình dễ vui, mình thiếu trí, nên là mình cứ để cho nó tham sân si và mình phải chịu khổ đau trong sanh tử. Nên là bài này được dựng là Hòa Thượng Minh Châu dịch là tự mình y chỉ mình, tức là tự mình phải bảo vệ lấy mình. Nào có y chỉ khác, tức là nương tựa đó. Nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Thì ngài dịch cái nghĩa là như vậy, cũng cái nghĩa đó. Còn ở đây thì sư cô dịch nó sát từng chữ. Chính mình là người bảo hộ cho chính mình. Ai là người thật sự bảo hộ cho người khác? Do chính bản thân đã được khéo kiểm soát, điều phục chính mình là một điều khó, hay bảo vệ chính mình là một điều khó. Mình điều phục được chính mình tức là mình đã bảo điều phục chính mình, tức là mình đã tự bảo vệ mình rồi. Thì pháp cú số 160 ha. Thì đây là một cái bài mà chúng ta cần phải thuộc, thì thế nào cũng là bài học ý nghĩa. Rồi bây giờ liên quan đến bài này, một bài kinh rất là hay, rất là ý nghĩa. Lớp mình không biết là biết bài kinh này chưa, nhìn vào tài liệu handout nha. Bài kinh này thì trưa nay sư cô đọc thấy hay quá mà phải đưa vô tài liệu. Siddhaka Sutta. Siddhaka Sutta. Thì bài kinh này đấy, tên là Siddhaka là tên của một cái thị trấn. Tên của một thị trấn. Thì ở đây về khi Đức Phật ngự tại cái nơi này và Đức Phật đã thuyết bài kinh này. Nên là bài kinh này được lấy cái tên đó. Thì Ekang Samayan. Ekan là một thời. Ekan là một, chia cách hai số ít. Chia theo cái chữ Samayan là vào cái lúc, vào thời gian biểu, vào một lúc, vào một thời. Không xác định, nhưng mà ý là có một cái thời bấy giờ. Đức Phật Bhagava là Đức Thế Tôn, chia cách một số ít. Sumbesu. Sumbesu là ở giữa, số nhiều. Nhưng chúng ta thấy là ở giữa cách bảy số nhiều, ở giữa những người tên là Samba. Samba từ cái dòng danh từ Samba mà chia cách bảy số nhiều, nó trở thành là Sambesu. Viharati là động từ trú ngụ hay ở hay sống. Sống ở giữa, trú ngụ ở giữa
dân chúng Samba, ví dụ như người mình, người Sài Gòn sống giữa những người Sài Gòn giống như vậy, hay sống những người thành phố, hay sống những người Việt Nam, ý là vậy. Sedakan, tại Sedaka, tại Sedaka, cách một số ít, này là trung tánh, nam danh từ trung tánh. Nama được gọi, gọi là được gọi, tên là, được gọi hay tên là. Sumbanang, từ ghế trên là Sumbesu, ở đây là Sumbanang, thì chúng ta thấy từ chữ Sumba là người Sumba. Tại vì ở trên thì là cách bảy số nhiều, nên là ở giữa, đó, ở giữa. Còn đây là Sumbanang là cách sáu số nhiều, thuộc của người Samba. Nigamo là tỉnh, thị trấn của người dân Samba. Thì giới thiệu cái nơi có cái bài kinh này. Bây giờ Đức Phật nói bài kinh này tại thị trấn của Sedaka, của người dân Samba. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Tatra ở đó, Tatra Kho là ở đó, Bhagava là Đức Thế Tôn, chia cách một số ít. Bhikkhu, Amantesi. Gọi các tỳ kheo. Amantesi là đã gọi, đã nói, tại vì này mình kể lại mà, nên là Đức A Nan kể lại, nên là chia ở quá khứ, đã gọi. Từ cái động từ là amantesi teti, là động từ gọi, kêu, nói. Bhikkhu, cách hai số nhiều là các tỳ kheo. Gọi thì bhikkhu này là túc từ của động từ gọi, chủ từ là Bhagava. Gọi các tỳ kheo. Buta Puppang. Trong Puppa. Thở trước, cái thuật ngữ là thở trước, bút băng là trước, bút ba là đã xảy ra, chữ Buddha là đã xảy ra. Chúng ta ghi từ ngữ từng chữ ha. Buddha là đã xảy ra trước đó, tức là trong quá khứ hay là thở trước, ngày xưa. Bikave, này các tỳ kheo. Chandala Vamsiko, Chandala Vamsiko, tức là một người nhào lộn với cây tre, tên là cái vị này nè, cái người nhào lộn với cây tre. Chandala Vamsiko, chia cách một số nhiều. Chandala Vamsang, với cây tre, với cái này, chúng ta thấy cái hình bên đây phải không, cái người ngày xưa ngày làm xiếc á, là dựng cây tre lên, là đứng lên cây tre, và đứng lên cây tre rồi cái người đệ tử đứng trên cái người này để làm những cái trò xiếc. Xe tre được đứng dựng lên, là người trèo lên cây tre và làm xiếc trên cây tre. Hình ảnh minh họa nè, chúng ta thấy không? Người nhào lộn trên cây tre. Upa Bê Toa, nó từ đứa đồng là Charan, là sau khi đứng thẳng lên trên cây tre, nó từ động từ là Usa Bê Tí, là đứng, sau khi đứng thẳng, đứng dựng lên, dựng đứng cây tre, sau khi dựng đứng. Medakathali Căng, cách hai số ít, ăn từ cái chữ Medakathali Ca, là cái tên của người học trò, học trò đệ tử, tên là Medaka Thalika. Ante và Sim là người học trò. Amante Si đã nói với người học trò, sau khi dựng cái cây lên, dựng đứng là nhào lên, nhào lộn, thì người mà làm cái xiếc mới nói người học trò.
như vậy. Nói cái gì, ông nói cái gì? Ehi, ehi là hay là eti, ehi hãy đến. Chúng ta nhớ chữ ehi bhikkhu không? Thiền lai tỳ kheo, này tỳ kheo hãy đến đây. Ehi là hãy đến. À, hãy đến, nó chữ từ chữ eti ha. Toan là cọ này. Này bạn à. Này con, cái người đối diện mà ông kêu này con hãy đến. Sama là con thương yêu, hãy đến. Medaka thalike, này. Medaka thalika, này vậy à, hãy đến. Chandala vamsang, api rut hitoa, sau khi trèo lên cái cây tre, sau khi trèo lên cái cây tre, đứng lên vai của ta. Mama là của ta, của tôi, của ta. Upari khande, khande chia cách 7 số ít là khande, và đứng trên cái vai của ta, đứng lên vai của ta. Thích tha hí, hãy, mình lệnh hãy đứng trên vai của ta. Ý tí, ý tí là câu nói trực tiếp, cái lời nói của ông đó, hãy này con. Makala Madaka Thalika, hãy đến, trèo lên cây tre và hãy đứng lên vai của ta. Evang Acharya Iti Kho Bikave, Evang là vâng thưa thầy, dạ thưa thầy. Acharya là Iti là câu nói trực tiếp. Iti Kho, cô là Nipata Ida, không có nghĩa câu nói để đệm được. Bikave này các vị theo. Medaka Thalika, cách 1 mà số ít là vị học trò. Antevasi, Antevasi phải đáp lại, thưa lại, nói lại. Ơi Vasi, Chandala Vamsikasa là nhào lộn trên cái cây tre, đáp lại. Người nhào lộn trên cây tre. Bati su toa, sau khi đáp lại. Chandala vamsang là cây tre, cách pam. Apiruhi toa, sau khi leo lên, sau khi trèo lên. Người Achariyasa của người thầy. Atasi là đã, sau khi đã đứng lên. Cái đôi vai, trên vai của người thầy và đã đáp lại. Sau khi đáp lại, đứng lên vai của người thầy. Bây giờ, Atta, bây giờ, Attakho là bây giờ. Bikave này các tỳ kheo. Chandala Vamsiko, Vamsiko là người nhào lộn trên cây tre. Tên Medaka Thalikang. Ante Vasim, người học trò tên là Medaka Thalika. Eta Davocha là từ chữ Etang, Avocha. Chúng ta nhớ chữ này, đã nói cái điều này. Ê tăng là điều này, a vô chá là đã nói. Và khi kết hợp lại thì là chữ m nigahita bỏ, là m nitahita bỏ và thay vào chữ d. Vô va cha là quá khứ của động từ, a va cha tí là nói. Đã nói cái điều này. Thì đây là rồi bây giờ này các tỳ kheo, rồi bây giờ người nhào lộn trên cây tre nói với người đệ tử cái điều này.
Toang Sama Medaka Thalike Mamang Rakha Ahang Tang Rakhi Sasmai Sasmi. Cái này chúng ta đang học ha. Cái ứng dụng với chữ Atta. Tăng là con. Này con. Medaka Thalika. Con hãy hộ trì con nè, tăng là con nè, là bạn nè, đối dịch là mình trong ngữ cảnh này mình phải dịch là con. Con hãy rắc khăn là mệnh lệnh, hãy bảo vệ hộ trì cho ta. A hang rồi ta. Rắc ta sẽ rắc khi rắc khi xà mì, ta sẽ hộ trì bảo vệ cho con. Ý có câu này, câu số 6 này chúng ta hiểu không? Tức là ông thầy á, ông đứng dưới, đứa đệ tử đứng trên vai ông, ông đứng trên cái tre để đăng cái tre, ông dựng lên rồi ông đứng trên cây tre. Đang là làm cái xiếc mà, làm xiếc nhào lộn rồi trên cái cây tre đó. Thì ông nói là con hãy nhìn ta, bảo vệ ta và ta sẽ bảo vệ con, đúng không? Theo thông thường, phải không? Khi một người đứng trên một người khác, như mình đang cõng đùng đình vậy đó, hay mình đang đứng thì ông nói là con hãy bảo vệ ta và ta sẽ bảo vệ con để an toàn đó, đúng không? Thì người học trò sẽ trả lời sao? Ê văn mai văn an nhà mà nằng cu tà an nhà mà nằng rakita Sipani Jeva Dase Sama. Đây là bằng câu. Evan là như vậy, bằng cách này như vậy. Mayang chúng ta. Sư cô để coi. Như bằng cách này, người thầy nói là bằng cách này thì chúng ta, Mai Văn là chúng ta bảo vệ cho nhau, Guta là bảo vệ. Bảo vệ Anya Mayang Manang là bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ qua lại, bằng cách bảo vệ qua lại, Anya Manang Rakita sau khi là bảo vệ con bảo vệ ta bảo vệ con hả? Một cách khéo léo, một cách là cẩn thận, Sipani, một cách cẩn thận, và cha Evan và như vậy, và để làm như vậy, DC Sà Ma ta sẽ biểu diễn, Ama là ta, mà chúng ta sẽ biểu diễn. DC tí là biểu diễn mà Ama là chúng ta sẽ biểu diễn là pancha, tức là chúng ta sẽ có và chúng ta sẽ có được la pa la cha má là chúng ta sẽ đạt được, chúng ta sẽ có được sự an toàn sotina, với sự an toàn cha, và chúng ta sẽ có được sự an toàn chandala vamsa, từ cái nhào lộn, từ cái biểu diễn trên cái cây tre. Orohisama, và chúng ta sẽ leo xuống. Tức là con hãy nhìn ta bảo vệ con bảo vệ ta, và chúng ta sẽ là nhào lộn và làm những cái xiếc trên cái cây tre, và như vậy chúng ta sẽ được an toàn, ý là vậy, và chúng ta sẽ biểu diễn được tốt, và chúng ta sẽ con sẽ trèo xuống khỏi cây tre. Ông trèo xuống khỏi cây tre và đó nó nào, cậu học trò đệ tử trên cái vai của ông cũng sẽ được an toàn đi xuống bởi cây tre.
Cái này chúng ta hiểu không? Hiểu cái bài đến đến cái đoạn này không? Ông thầy ông chỉ định ông nhắc nhở những học trò trên vai của ông như vậy. Và câu số 8. Evan Vute Vikave Medakata Lika Antevasi Chandala Vamsikang Etada Vocha. Khi Vute là khi mà điều này nói được nói ra, Vute được nói ra, được nói ra như vậy. Này các tỳ kheo, Medaka Thalika thì người học trò đệ tử tên là Medaka Thalika đánh nói với người nhào lộn Etanda Vocha, là Etang Avocha đã nói điều này, đã nói điều này với Chandala Vamsikang, đã nói điều này với cái người nhà nhào lộn trên là người biểu diễn trên nhào lộn trên cái cây tre. Thì người học trò mới trả lời câu trong câu 8 này. Thì khi mà người thầy nói như vậy trong câu 7 thì người học trò ở câu 8 người học trò mới khi nghe được cái điều đó thì người này Đức Phật đang kể lại cái câu chuyện thì này các tỳ kheo thì người học trò mới nói thưa lại với người biểu diễn nhào lộn trên cây tre rằng câu số 9 người nó học trò nói như thế nào thì trong câu số 9 Na kho panetang acharya thưa thầy acharya là hồ cách ở số cách 8 ở số ít thưa thầy bạch thầy na là không không na kho là không panetang panetang thì chúng ta thấy là etang và panna là không có như vậy. Không phải như vậy đâu, thưa không phải làm như vậy thưa thầy. Evan Bavissati. Evan là như vậy, Bavissati sẽ là. Thưa thầy. Không phải sẽ là như vậy, không phải làm giống như mà thầy nói như vậy. Tăng là thầy, là bạn, cái người đối diện. Acharya thưa thầy, thầy Atthanang Rakha là hãy bảo vệ. Atanang chính thầy. Thưa thầy, thầy phải bảo vệ chính thầy. Ahang là con, là tôi, con. Atanang, mình đang ứng dụng cái chữ Atta ngữ pháp nãy. Atta là con, Atanang là chính con. Rakhisami là hãy, con sẽ bảo vệ chính con. Đoạn câu 9 này là quan trọng nè. Chúng ta thấy không? Không phải như vậy thưa thầy. Thầy phải bảo vệ chính thầy. Và con sẽ bảo vệ chính con. Tức là trong lúc biểu diễn mình làm tốt và mình chánh niệm, mình bảo vệ cái những cái cử chỉ hành động của chính mình. Chứ không phải mình nhìn người khác. Mình té nhào rồi. Đúng không? Câu số 10. Ồ, hết rồi. Thì ở đây bài còn nữa nhưng mà thì ở đây bài học chúng ta thấy là và như vậy thì ở câu số 9 là cái câu quan trọng là khi mà mình bảo vệ chính mình từ cái cử chỉ múa nhào lộn rồi đứng đi đứa học trò phải làm tốt về chính mình, bảo vệ chính mình từ cái hành kiểm soát điều khiển cử chỉ hành động của chính mình và người thầy phải kiểm soát điều khiển bảo vệ chính người thầy thì như vậy
biểu diễn, cuộc biểu diễn mới được thành tựu, mới được mới được xuất sắc, mới khéo léo và an toàn để mà biểu diễn xong và đi xuống khỏi cái cây tre không bị té. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Đức Phật muốn nhắn trong bài kinh thì chúng ta, sư cô có gửi cái bài trọn đầy đủ một cái bài trong cái tập tài liệu lớp cũng cho ta xem thêm. Ở đây bài học của cái bài kinh này là gì? Tức là hello. Ở đây sư Minh Tiến cho sư cô biết theo sư bài học này là gì? Đức Phật muốn nhắn gửi chỉ dạy cho những hành giả chúng ta là gì? Sư Minh Tiến có đó không? Còn đó không? Mình, con phải bảo vệ chính con, thầy phải bảo vệ chính thầy và con sẽ bảo vệ chính con, kiểm soát chính con thì như vậy còn nữa, cái câu nữa là sẽ có được lợi ích, có sự an toàn trong lúc biểu diễn nhào lộn trên cây tre. Dạ bác sư cô, trong bài học này có nghĩa là mỗi người phải tự bảo vệ chính mình. Ở bảo vệ chính mình mới có thể là lợi ích cho chính mình, lợi ích cho người khác, lợi ích cho cả hai. Thì trong cuộc sống, trong sự tu tập, cho đến trong mọi cái việc làm theo sư, thì bài học ở bài kinh này chúng ta ứng dụng và thực hành như thế nào? Dạ thưa, như là người biểu diễn ở cái cấp độ nguy hiểm thì người tu tập cũng phải quan sát mình ở cấp độ nguy hiểm để khỏi phải sa đọa lạc vào cái chỗ nguy hiểm. Chính mình là hại chính mình, còn kéo theo, có thể kéo theo hại người khác. Thì mình thấy là tự điều phục chính mình thì mới là lợi ích cho chính mình, lợi ích cho người khác được. Còn ai có ý nghĩ, còn có suy nghĩ và có ý kiến qua cái bài học này, thì cô muốn lấy ra cái bài gọi là bài học ứng dụng. Cô sư cô Diệu Như còn đó không? Mời sư cô. Bài học này Đức Phật nói hãy tự bảo vệ chính mình. Không ai có thể bảo vệ mình ngoài chính mình. Bảo vệ chính mình. Alo. Mời sư cô. Alo. Nó bị echo từ cái máy của con mà con chưa biết chỉnh làm sao. Theo con hiểu thì ở đây mình có thể là con nói nhanh. Cái đó là mọi người phải chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Nếu mà mình chịu trách nhiệm bản thân của mình như là giống như cái câu của Đức Phật dạy đó là mà phải tự mình thắp đuốc lên mà đi gì đó. Ngoài cái mình giúp được mình là còn giúp được nhiều người khác. Thì để con tắt cái máy, tại vì con không biết chỉnh làm sao để cho nó hết cái echo. Con thì con hiểu. Rồi, cảm ơn sư cô. Mời cô Diệu Hải. Cô Diệu Hải cho cả lớp mình là cái suy nghĩ và quan điểm của cô, bài học ứng dụng cho qua cái bài kinh này. Hãy tự bảo vệ chính mình, hãy tự kiểm soát lấy mình. Và khi mình kiểm soát lấy mình, tức là mình bảo vệ cho thầy, mình bảo vệ người khác. Con đang ngồi trong, con đang ngồi ở trong tầng hầm bạn, hơi ổn ạ. Rồi thôi nói nhanh. Dạ.
Dạ, ở đây thì theo cái sự hiểu của con ấy là cái này cũng là như ngài hòa thượng Thích Minh Châu dạy ấy ạ, tức là hãy tự thắp đuốc lên mà đi ạ. Tất cả mọi người hãy là hòn đảo cho chính mình, tức là hãy nương tựa chính mình, như Đức Phật đã dạy là hãy lấy pháp làm thầy, và hãy nương tựa chính mình đấy, hãy lấy pháp làm thầy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thì tự mỗi người phải tự tu học và tự nương tựa Tam Bảo, và tức là trên con đường giác ngộ là độc hành độc bộ, nhưng tức là tự phải tự nương tựa bản thân mình. Dạ, con hết. Cảm ơn con. Đúng là như vậy. Thì giờ ở đây trong cái chánh kinh thì chúng ta thấy Đức Phật còn giảng rõ hơn, vì không ai có thể, như từ bài hôm nay chúng ta học hai cái nội dung chính, mà hai nội dung này nó rất quan trọng cho cái việc tu tập của chính mình. Là thứ nhất, bài học đầu chúng ta học là từ nghiệp. Bài học thứ hai chúng ta học là hai bài, là Pháp Cú 160 và bài kinh này, là hãy tự nương tựa chính mình, hãy là bảo vệ chính mình bằng những thiện nghiệp, và mình là điểm tựa, mình là bảo vệ chính mình. Ví dụ đi, bây giờ chúng ta giữ năm giới là trước ta chúng ta đã bảo vệ chính mình, đúng không? Một người Phật tử giữ năm giới, chúng ta giữ năm giới chúng ta có lợi ích cho nhiều người không? Chúng ta có tự giác và giác tha không? Có tự lợi và lợi tha không? Chú Nguyên Nghĩa, mời chú Nguyên Nghĩa. Dạ, mô Phật. Khi chú giữ năm giới thì chú có lợi ích cho mình không? Dạ có ạ, lợi ích cho Chỉ mình nhiên. Là dạ trước tiên, và lợi ích cho người khác, có nghĩa là trong cái giới mà sát sinh á thì mình sẽ không sát hại để làm tổn thương người khác. Thì cái đó là lợi ích cho mình và cho người. Dạ. Mình không sát sanh là mình bảo vệ sự sống của mình, đúng không? Dạ. Bảo vệ sự sống của chúng sanh, và đồng là chúng sanh khác không bị tổn hại. Đó là mình lợi tha. Và đồng thời mình không làm cái nghiệp, mình bảo vệ cái thiện nghiệp của mình. Tức là mình đã cũng có lợi ích. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái bài trang số 4, chúng ta nhìn vào trong trang số 4 thì Đức Phật nói ở bài kinh này, sau khi mà đưa ra cái ẩn dụ này, Đức Phật không dừng ở đó. Đức Phật nói này các tỳ kheo, như đệ tử Madhakathalika đã nói với người thầy của ông ấy, con sẽ bảo vệ chính mình con. Tức là niệm xứ cần phải thực hành. Này các tỳ kheo, chúng ta sẽ hộ trì người khác, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Giờ sư Minh Tiến có ý nghĩa gì cho sư cô biết cái đoạn kinh này? Hộ trì người khác tức là hộ trì mình, mà hộ trì mình tức là hộ trì người khác, và để hộ trì chính mình con sẽ niệm xứ cần phải được thực hành. Xứ đây là tức là tứ niệm xứ, sống chánh niệm trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp, hay là sống luôn luôn có nghĩ nhớ niệm xứ, chánh niệm, sống chánh niệm vào bất cứ những gì mình đang làm, kiểm soát, điều khiển, thu thúc. Dạ thưa, khi mình sống ở tứ niệm xứ là mình phải luôn luôn tỉnh giác. Khi thân khởi động bất cứ hình tướng nào, mình cũng phải biết. Chúng ta biết để biết cái gì? Tức là khi chúng ta có kiểm soát, chúng ta nhờ cái chánh niệm mà chúng ta bảo vệ,
hỏi bảo vệ gì, hỏi dễ vui, hỏi thì khi mà chúng ta không có tham sân si thì chúng ta tự bảo vệ mình, và khi chúng ta không có ác tâm, hại tâm, sân tâm, tham tâm, si tâm thì người chúng sanh khác được bảo vệ, không có tổn hại chúng sanh khác. Còn chúng ta tham, chúng ta làm gì với lòng tham, vòng sân thì chúng ta làm tổn hại người chúng sanh khác, đúng không? Chúng ta làm tổn hại chúng sanh khác, chúng ta sát sanh, chúng ta thất niệm, chúng ta dễ vui, chúng ta làm những ác nghiệp thì chúng sanh khác đau khổ. Và khi mình hại chúng sanh khác tức là mình đã hại chính mình rồi, mình không có bảo vệ mình. Ở đây đoạn cuối Đức Phật, chúng ta nghe Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, thế nào là trong khi hộ trì cho chính mình là hộ trì người khác? Chính do sự thực hành, do sự tu tập, do sự làm cho sung mãn như vậy, này các tỳ kheo, trong khi hộ trì cho chính mình, tức là bảo vệ chính mình, là bảo vệ người khác. Tức là người đó có tu tập. Có tu tập gì? Có tu tập giới, có tu tập định, có tu tập tuệ, có tu tập chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy người đó có bảo vệ chính mình và cũng đồng thời bảo vệ người khác. Này các tỳ kheo, thế nào là trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho chính mình? Ở đây chính do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn, như vậy này các tỳ kheo, trong khi hộ trì người khác là hộ trì chính mình. Khi mà mình có những được phẩm hạnh thiện lành, cao quý, tốt đẹp như sự kham nhẫn. Sự kham nhẫn thì mình sao? Không có sân hận, sự chịu đựng, chấp nhận những gì khó khăn, những gì bất như ý mình cũng kham nhẫn. Rồi do sự vô hại, tức là không có ác tâm, hại tâm, không có sân tâm, tức là không nghĩ những, không có mưu mô tính toán để hại ai khác. Mà không hại ai khác tức là không hại chính mình, không có tạo ác nghiệp. Khi mình hại ai tức là mình tạo ác nghiệp, là mình theo nhân quả là mình hại chính mình rồi, mình bị sa đọa tức là mình hại mình rồi. Khi mình làm điều ác thì mình bị sa đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì chính mình là chịu khổ đau. Vì mình là người tạo nghiệp và mình cũng chính mình lãnh cái quả ác do mình tạo ra, nên mình là hại chính mình. Và do sự vô hại, do lòng từ, do lòng ai mẫn. Và khi mình có tâm từ với chính mình, với chúng sanh khác, về có lòng thương tưởng với những chúng sanh khác, như vậy là mình đã bảo vệ mình. Khi mình làm thương tưởng tức là mình có lòng từ, tự lòng bi với chúng sanh khác, với người khác, thì mình có hại họ không? Không. Mình là cứu giúp họ, bảo vệ họ, cứu giúp họ, làm những hạnh Bồ Tát, làm những việc cứu khổ ban vui, thì như vậy là mình đang thực hành những thiện, làm những hạnh lành để bồi dưỡng cái ba la mật, những cái phước pháp, những cái phước thiện, những cái phước lành, thì như vậy tức là mình đang bảo vệ và mình đang cứu giúp, thương mình, bảo vệ mình bằng những thiện nghiệp. Như vậy tính là nó có sự hỗ tương qua lại, như vậy liên đới mật thiết. Này các tỳ kheo, ta sẽ hộ trì cho mình, tức là niệm trí và nghĩa thực hành. Này các tỳ kheo, tôi sẽ hộ trì người khác, tức là niệm trí cần phải thực hành. Và trong khi hộ trì cho mình, này các tỳ kheo, là hộ trì cho người khác. Trong khi hộ trì người khác là hộ trì cho chính mình. Bài kinh được kết thúc như vậy. Và như vậy chúng ta thấy tự giác và giác tha nó có sự tương quan mật thiết với nhau trong ý nghĩa nhân quả. Mình giúp người, nên là khi mà chúng ta bố thí theo cái lý sâu xa thì chúng ta phải cảm ơn những người thọ thí của mình. Mình cho cái người nghèo khổ hay mình cúng dường cho Tam Bảo thì mình phải cảm ơn, vì sao? Nhờ đó mà mình tạo được cái thiện nghiệp, nhờ đó mà mình tạo cái phước lành cho chính mình, và nhờ đó mình phải bớt đi đau khổ, những cái bớt đi ác nghiệp.
trên tàu thiện nghiệp. Thì bài học hôm nay là như vậy. Chúng ta qua bài kinh này, chúng ta đọc được những từ Pali, hiểu được nghĩa sâu xa trong lời dạy của Đức Phật để ứng dụng tu tập. Và như vậy thì chúng ta sẽ là những người gọi là được người, những người đệ nhất tinh tấn, là những người cao thượng, là những người luôn thu thúc và chế ngự trong việc tu tập và bảo vệ chính mình. Nên là chúng ta thấy câu nói mà khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, cái giây phút mà Ngài sắp từ giã tất cả những người con, những đệ tử của mình, Ngài nhắc nhở như thế nào? Hãy là hòn đảo cho chính mình, hãy nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác, mà lấy chánh pháp, lấy giáo pháp, lấy giới và pháp, giới và luật này là người thầy để nương tựa, để học hỏi. Và như vậy chớ có sống dễ vui. Như vậy là lời dạy cuối cùng mà trước khi Ngài đi vào cảnh Niết Bàn và nhắc nhở chúng ta hãy nương tựa chính mình. Và bài học ở đây chúng ta kết thúc, và hãy là hành trang, là cái nơi mà nương tựa chính mình, mà nương tựa chính mình bằng cách giữ thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thì chúc mà mọi sự an lành và tất cả lớp của chúng ta luôn tinh tấn trong việc học pháp và thực hành giáo pháp. Sư cô kết thúc bài học này. Mọi lớp của chúng ta hồi hướng ha. Y đằng nô nha, y đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đằng nô nha, y đằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đằng nô nha, y đằng hô tu su khi ta hôn tu ta. Ta yo Buddha sasanang jirang titatu, Buddha sasanang jirang titatu, sadu sadu sadu. Chào lớp, mô Phật. Cảm ơn.